Sao ngộ vậy? Ừ. Nhạc sĩ đáng lý là phải muốn vợ mình đi hát chứ <laughs> Thì bởi Ở đời à. éo le vậy đó <laughs> Không lẽ là anh không muốn chị Nhảy với người khác hay là anh Lúc đó cũng... chị có nhảy đâu chị Ghen chị đứng tị hát thôi. hay là như thế nào Lúc đó ba chị đã bị bệnh ung thư Ừ Thì không biết lúc nào mất Ba có nói chuyện với chồng chị là anh Trần Minh Phi lúc đó là Bác thấy con với Thu quen lâu rồi Bác muốn nó là trước khi bác nhắm mắt Thì nó phải được yên nơi yên chỗ Thì bác mới an tâm thì ba không biết bắt đi lúc nào và chị lập gia đình xong thì hình uh, ừ, như đâu sáng 6 tháng sau là ba chị mất trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ như vậy thì chị rút ra được một cái bài học gì về tình yêu cũng như là về cuộc sống mà chị có thể chia sẻ với mọi người làm thế nào để chị vượt qua được những cái khó khăn như vậy Son Lê xin kính chào quý vị à, Chỉ mới hơn 3 tháng trước thôi Thì chúng ta mới bắt đầu cuộc phiêu lưu này Vậy mà đến bây giờ thì chúng ta đã có hơn 36.000 subscriber rồi Đây là một điều mà Son Lê không thể nào tưởng tượng được Và Son rất là trân trọng những sự hưởng ứng của quý vị à, Qua cái lời kêu gọi của Son Lê để mà kết nối với nhau trong cái cộng đồng này Mong là quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ cho chương trình bằng cách là bấm nút subscribe Son Lê cảm ơn quý vị rất là nhiều Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương trình ngày hôm nay xin chào chị hồ Lệ thu không biết là chị còn nhớ không lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng mà son đã gặp chị đó là tại một cái nhà hàng tên là nhà hàng ngọc sương mà lúc đó là chị đang đi hát gọi là gây quỹ để mà giúp đỡ cho những người tị nạn ukraine á oh, oh, oh. yes son có phỏng vấn chị lúc đó r rất là rất là thú vị ở ngoài ấy, thì son đã ngưỡng mộ cái giọng hát chị từ lâu rồi son còn ngưỡng mộ hơn nữa là một người ca sĩ như chị là có một cái tấm lòng là đi hát không có lấy tiền để mà làm một công việc có ý nghĩa như vậy cho nên là ngày hôm nay mới có dịp mà ngồi xuống đây làm một cái talk show nói chuyện với chị son cảm thấy rất là vinh dự khi mà chị nhận lời cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay xin chào son đây chị em mình cũng có hẹn nhiều lắm rồi ha yeah. nhưng mà hôm nay mới đủ duyên để có thể ngồi với nhau để nói chuyện tâm sự thực ra là nói về một người nghệ sĩ mà đến với những cái chương trình gây quỹ như cái lần đó mà son gặp chị ấy, thì ừ. chị thấy là nghệ sĩ nào cũng sẵn lòng đến không có riêng chị đâu mà chị nghĩ là một cái người nghệ sĩ lúc nào cũng vậy đó trong những cái trận gọi là thiên tai của cả thế giới thì những cái chương trình như vậy rất là đông ca sĩ Dạ, yeah, rất là rất là hay tại vì son thấy là ca sĩ đi đâu ra ngoài cũng phải mất thời gian của mình rồi make up đồ này nọ nữa nhưng mà mình đi mà mình lại không có hỏi cái gì in return thì cái đó là một cái việc làm mà son cảm thấy rất có ý nghĩa nhưng mà son rất là hiếu kỳ muốn biết chị là một người ca sĩ nổi tiếng từ trong nước cũng như là ở ngoài nước và khi mà khán giả họ nhìn thấy chị thì họ chỉ thấy chị trên sân khấu với những cái bước nhảy rất là điêu luyện, một giọng ca rất là điêu luyện rồi cánh hào quang. Nếu như chị muốn một người khán giả mà biết ở ngoài đời Hồ Lệ Thu là một người như thế nào thì chị sẽ nói gì với họ? Thực ra là chị có có thể hơi khác với những ca sĩ khác một chút xíu. Khán giả thường thường là gặp ca sĩ trên sân khấu thôi. Nhìn những ánh hào quang, nhìn những cái cái sự nổi tiếng của người nghệ sĩ đó và ít có được tiếp xúc. Nhưng chị rất là ngược lại. Đi bất cứ nơi đâu chị cũng có bạn bè. Tại vì sau cái giờ biểu diễn thì lúc đầu họ là những người khán giả của chị. Nhưng mà chị lại là một người rất là open. Cho nên từ những người khán giả từ từ lại trở thành những người bạn. Và chị đi đâu cũng có bạn bè hết và cũng thường xuyên là gặp khán giả trong những cái buổi diễn để giao lưu với mọi người chứ không phải là uh, nép mình ở một cái góc nào ở trong sân khấu hoặc là đằng sau cánh gà để trốn khán giả cho nên là khán giả biết hồ lệ thu ở ngoài rất nhiều và mọi người rất là thích và mọi người rất là ngạc nhiên là một hồ lệ thu trên sân khấu thì sôi động, động. lẫy rất là sôi động rất là kiêu xa nhưng mà ở ngoài đời sao mà giản dị và rất là gần gũi ồ oh, vậy đó hôm nay lần đầu tiên mà uh, gặp chị uh, một cái cự ly như thế này nói chuyện với nhau thì uh, son cảm nhận là một người rất là gần gũi và một người rất là giản dị son rất là hiếu kỳ muốn biết là cái thời thơ ấu của chị như thế nào từ lúc nào mà chị tìm được cái cái đam mê mà chị biết là ok mai này lớn lên hồ lệ thu sẽ là một người ca sĩ chị nghĩ cái đó là từ trong máu rồi chắc là Ủa? từ trong bụng mẹ rồi vậy đó à hả thì từ nhỏ lúc đó còn rất là nhỏ khoảng lớp 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 3 lớp 4 là trong trường đã hát họ rồi những cái cuộc thi từ trường này đến trường khác cũng đã đạt những cái giải mà thi ca hát cấp 1 toàn thành phố rồi đến cấp 2 là cũng tiếp tục như vậy là suốt cái thời gian từ nhỏ là chị đã ca múa hát ở trong trong trường học năm lớp 6 chị có sinh hoạt ở đội ca nhà thiếu nhi quận nhất thì lúc đó cũng có chị Như Quỳnh, có anh Lê Minh mấy cấp lúc đó và rất là nhiều những cái người bây giờ đã thành công thì từ cái nhà thiếu nhi quận nhất đó ra rất là nhiều có nghĩa là chị đã hát từ trong máu từ hồi nào đó rồi chứ không phải là phải tìm một cái sự đam mê nào mà để bộc phát lên về sau cả nếu như mà đi ngược thời gian lại là một học sinh lớp 12 trung học thì hồ lợi thu thời đó như thế nào à lúc đó là đã tung hoành khắp nơi rồi <laughs> <Vậy đó. cười> Thật sự chị chắc có cái số nổi tiếng từ hồi nhỏ trong những cái năm cấp 3 là là những cái cuộc thi thành phố đều được dạy nhất nhì ba liên tục. Rồi năm 12 á là trong trường chị là cái người mà khởi động và làm lên những cái chương trình văn nghệ ở trường. Rồi sau đó là những cái buổi sinh hoạt từ trường này đến trường kia của toàn thành phố, ngay cả diễn kịch câm nè. Cái diễn kịch câm là một cái điều mà mọi người không biết nè, hát rồi múa thì lúc đó bạn bè các trường thì biết chị là Lệ Thu thôi. Lúc đó là các trường xung quanh đã biết tới chị rồi. Rồi cái những cái năm lớp 12 thì chị cũng đã tham gia những cái nhóm nhạc amateur. Nhưng mà lại là thi, có những cái cuộc thi bán chuyên nghiệp. Thì lúc đó là những nhóm ngôi sao của chị á, là được giải nhất của toàn thành phố. Biểu diễn mà cái thời đó là sân khấu 126 là cái sân khấu nhạc lớn nhất ở Sài Gòn. Thì thường thường là cái nhóm ngôi sao sẽ được diễn vào ngày thứ Bảy Chủ Nhật vào nửa tiếng trước khi cái chương trình chuyên nghiệp. Ừ. Thì năm 12 là chị đã như vậy rồi. Yeah. Chắc cái cái nghiệp ca hát là nó đã vận vào mình từ từ khi mình còn nhỏ rồi. À. Vậy là chị đi học ở Sài Gòn cũng như là khởi nghiệp cũng là từ Sài Gòn luôn hay sao? Ừ. Chị ở Sài Gòn, lớn lên từ Sài Gòn. À. Lần đầu tiên mà son son nhớ lần đầu tiên hồi đó bên Việt Nam là có làng sống uh, nhạc sóng trẻ xanh. đúng là sóng xanh đúng à. rồi là có lam trường là phương thanh này kia đó khởi sướng đó rồi đang trường nữa lần đầu tiên mà son nhớ là son thấy được cái hình ảnh của chị là trong cái nhóm thích đồ ừ. à, mà lúc đó chị chị hát trong nhóm mà ít khi nào chị solo lắm đúng không? Không vậy hả? À, chị đi hát từ năm 89 rồi. Oh. Làng sóng xanh là mãi đến năm 98 mươi Năm một thời gian 91, rồi. năm 1991 là ừ. chị đã giải nhì tiếng hát truyền hình thành phố Là lúc đó là cái giải cuộc thi lớn nhất Việt Nam Từ năm 1991 Chị thắng giải nhì luôn đó Và năm đó chị Như Quỳnh là giải đặc biệt à. À. Thì chị đã nổi tiếng và hát solo từ lâu rồi Cho đến năm 1993 Đó mới uh, lập gia đình à. Rồi nghỉ ở nhà có em bé tới năm 95 chị trở lại hát thì lúc đó là cái thời kỳ mà tất cả những cái hãng đĩa hát băng nhạc ừ. à, những cái trung tâm gọi là đúng những cái trung tâm đĩa hát băng nhạc mà lớn nhất ở Việt Nam thì đều nằm ở trong Sài Gòn yeah. giống như Bến Thành Audio nè Phương Nam Phim nè Sài Gòn Audio nè thì nhưng mà Bến Thành Audio là là mạnh nhất thì lúc đó là tất cả nếu mà xem lại tất cả những cái video của Bến Thành Audio thời đó thì những cái người ca sĩ hàng đầu thời điểm đó Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Linh, Thu Phương, Hồng Nhung, chị Thanh Lam là chị đã thời đó hát solo rồi. Oh. Nhóm Techno lúc đó thì Kỳ Phương Thúy Yên là gốc là dancer. Oh. Thì tất cả những cái video đó thì Kỳ Phương Thúy Yên là những người biên đạo múa và những người dance cho những cái bài back đó, background cho những cái bài ca nhạc trong cái video đó. À oh. Nhưng những video đó thì quay ngoài trời chứ không có phải là quay dàn dựng giống như chương trình ở hải ngoại. Thì chị đã solo từ thời đó rồi. Ừ. Nhưng mà năm 98 khi mà làng sóng xanh đầu tiên của Việt Nam thì có nhóm Techno là lý do lúc đó đó là nhạc sĩ Đỗ Quang là cái người mà thành lập lên cái nhóm Techno mà lúc đó Techno không phải là một nhóm, lúc đó là những ca sĩ hát được nhạc remix trong cái chương trình đầu tiên của làng sóng xanh thì đỗ quang mới làm một cái tất cả những cái bài hit của làng sóng xanh thì những cái ca sĩ có thể hát nhạc remix và nhảy được hát những cái bài hit đó với version remix và dance thì khán giả lại đón nhận cái 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 làn sóng remix đó và những ca sĩ đó à, và họ rất là thích thì đến cái số thứ hai của Làng sóng xanh thì lúc đó là mới chính thức ra đời nhóm Techno là Kỳ Phương, Thúy Uyên và Hồ Lệ Thu. Theo chị nhớ là những cái ca sĩ khác thì họ lại không có tiếp tục. Nhưng mà vì ba người lại uh, hợp với nhau, Đỗ Quang lúc đó muốn ba người trở thành một nhóm. Thời điểm đó thì nhóm Techno là cái nhóm number one của Việt Nam, vừa dance vừa hát tại vì lúc đó thời đó là cái thời của boy band girl band toàn thế giới mm. uh, spicy girl rồi uh, street boy cái thời Dancing. phải không đúng rồi cái thời đó là toàn thế giới là những cái boy band girl band đúng rồi thì việt nam lúc đó là đỗ quang muốn làm cái nhóm techno là theo cái phong trào đó cái training đó của thì ra là cả vậy. thế giới và lúc đó nhóm techno mới hình thành chứ thực ra chị là một ca sĩ hát solo yeah đó là kỳ phương đúng không chị? kỳ phương kỳ phương đúng rồi lúc nãy son đang cố gắng nhớ cái tên là gì Son không nhớ ra kỳ phương chị nói. và thúy uy à, nhóm nó có ba người nhưng mà không biết tại sao chị là người mà stand out nhiều nhất rất là đáng nhớ nhiều nhất sao không hiểu nữa đơn giản thôi là tại vì à. khán giả đã biết hồ lệ thu từ lâu rồi à. tính tới năm 98 thì hồ lệ thu đã có trên thị trường ca nhạc việt nam cả ừ. cả chục năm rồi yeah. và chị là cái giọng ca chủ lực của nhóm techno vì uh, kỳ phương và thúy uyên là thế mạnh là vũ đạo À. đó thì chị được hai hai bạn cũng dạy dạy và training chị rất là nhiều mặc dù chị cũng có học nhảy từ nhỏ nhưng mà để mà dance mà khi vừa hát vừa dance kiểu đó đó thì chị cũng phải học thêm rất là nhiều ở à. kỳ phương và thúy uyên thì á, trong cái nhóm đó là hỗ trợ lẫn nhau là chị là cái dòng ca chính nhưng mà kỳ phương thúy uyên là vũ đạo rất là là giỏi và kỳ phương thúy uyên lại là biên đạo múa cho những cái chương trình ca nhạc rất là lớn ở việt nam cái thời đó rồi sau đó là chỉ có hai năm thôi gia đình nào cũng vậy cũng có nhiều những cái những cái mà không có thuận hòa với nhau thì các yeah. nhóm nhạc cũng vậy một thời gian vài năm là cũng cũng tan rã tan rã thì tất cả các nhóm đều hầu như là đều xảy ra chuyện yeah. đó ngay cả thế giới yeah. thì sau đó sau hai năm thì chị trở lại uh, hát solo nhưng mà à. tan rã rồi còn nói chuyện với nhau không chị? thì vẫn bình thường thôi, thì chỉ có là mình không làm việc với nhau được, à. À, có những cái quan điểm không có đồng quan điểm thôi, à. thì chị trở lại solo còn hai bạn lại tiếp tục cái cái nhóm techno. À. quan điểm là trong khi uh, trong cái khuôn khổ âm nhạc hay là ở ngoài đời? À, quan điểm làm việc thôi. làm việc đời, ok. À, quan quan điểm trong cái công việc chứ còn nếu ngoài đời thì ừ. cái chuyện đó là chuyện cá nhân không có liên quan kính thưa quý vị, son muốn dành một khoảnh khắc để giới thiệu đến quý vị một nhà tài trợ cho chương trình ngày hôm nay, đó là quán ông trẻ. quý vị đã nghe đúng rồi đó, đó là quán ông trẻ chứ không phải là quán ông già nha. Ai mà đến Houston, Texas nhất định phải ghé qua quán này để mà thưởng thức bánh beignets trứ danh của Pháp và đặc biệt là món bánh cuốn gia truyền 103 năm trải dài 4 thế hệ từ Bắc vô Nam và sang tới tận Hoa Kỳ. John đã thử qua mà phải nói một câu thật lòng là ngon ơi là ngon. Rất khó để mà tìm ra một dĩa bánh cuốn ngon như vậy tại Mỹ. Ngoài lợi thế nằm trong khu trung tâm người Việt, không gian của quán còn phù hợp cho mọi lứa tuổi là nơi lý tưởng để tiếp khách từ phương xa, gặp gỡ gia đình, bạn bè Quý vị hãy ghé quán Ông Trẻ trong khu Kim Sơn tại Houston, Texas nhé. Điện thoại 281 809 3909 281 809 3909. Kính thưa quý vị, xin lấy muốn giới thiệu đến quý vị một nhà tài trợ nữa cho chương trình ngày hôm nay. Đó là công ty Air Voice Wireless. Air Voice Wireless được thành lập từ hơn 25 năm qua và là công ty tiên phong trong việc cung cấp kỹ nghệ viễn thông tân tiến cho khách hàng của mình, hiểu được tầm quan trọng của việc giữ liên lạc và kết nối khắp thế giới. Chính vì vậy, công ty đã và đang cung cấp dịch vụ gọi quốc tế không giới hạn đến hơn 80 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Canada và Mexico, hoàn toàn miễn phí. Để biết thêm chi tiết, mong quý vị hãy liên lạc thông tin trên màn hình. Thêm một nhà tài trợ nữa mà Lê muốn giới thiệu đến quý vị đó là công ty Teletron, chuyên bán những chiếc ghế massage cao cấp và những mặt hàng luxury khác, công ty Teletron thường xuyên tổ chức những ca nhạc hội miễn phí phục vụ quý đồng hương trên nhiều tiểu bang của nước Mỹ. Họ cũng có một quỹ học bổng dành riêng cho các em học sinh gốc Việt tại miền Nam California. Mọi chi tiết xin quý vị hãy liên lạc số phone trên màn hình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Khi mà chị nhắc đến cuộc thi đài truyền hình thì son mới sực nhớ đến là, thì hồi đó son còn nhỏ lắm ở trong nước thì uh, có nghe chị uh, ca sĩ Như Quỳnh hát cái bài uh, bài Mẹ đó sao nhớ là thi tiếng hát truyền hình là sẽ si hát cái bài mẹ tôi gì già chín câu gì đó như như chú chính gì đó uh, chị có nhớ lúc đó là chị nói chị hạng nhì hả chị như quỳnh không có hát bài đó thi có mà không hay là cái đó không phải là cuộc thi mà là chỉ là một cái show trình diễn có bài lẽ sao nhớ lòng chị lắm. như quỳnh thi là một bài hát khác à chị có nhớ là chị hát bài gì không nhớ chứ tại vì lúc đó đó là chị uh rất là thần tượng cô cẩm vân, à vì thần tượng cho nên là cái cái giọng chị cũng là cái cái chất giọng an tô giống như cô cẩm vân, ừ. thì thời đó có ba người là chị rất là thần tượng là khánh hà, khánh ly và cẩm vân. khi những cái cuộc thi trong nước lúc đó thì mình đâu có thể nào hát những cái bài nhạc, thì thời đó là những cái nhạc xưa, á, ừ. bây giờ thì đã được hát chứ nhưng mà cái thời đó là những nhạc xưa á, đâu có được hát đâu, yeah. thì mình phải hát những cái bài ở trong nước lúc đó thì uh, chị có thi hai bài là của nhạc sĩ uh, uh, Phạm Minh Tuấn là bài mùa xuân và bài uh, bài ca không quên là hai bài đó là chị cũng rất là mê nghe cẩm Vân hát và chị cũng chọn hai bài đó cho cái cuộc thi. Đó. À, nhưng mà về sau này từ từ khi mà cái sự nghiệp của chị phát triển rồi thì hình như là cái hình uh, khán giả quen thấy cái Hình ảnh của chị là một người ca sĩ mà vừa hát vừa nhảy tango Rồi nhảy những cái bài sôi động đúng không? Nếu mà người nào đã biết Hồ Lệ Thu từ xưa uh -huh. Thì Hồ Lệ Thu đầu tiên là hát nhạc tình chứ không phải là hát nhạc dance uh -huh. Nhưng đến họ thấy được Hồ Lệ Thu dance được là cái thời của nhóm Techno uh -huh. Khi đó là chị mới hát nhạc dance thôi Chứ còn trước đây là tất cả những cái bài của khán giả đã biết tới ở trong... À, những cái cuốn video, Vến thành audio là một hội luyện thu hát nhạc tình, ừ. nhạc hạc ba Chị nghĩ là cái yếu tố nào để mà giúp cho chị uh, duy trì được cái sự thành công cũng như là nổi tiếng từ trong nước cũng như là ngoài nước như vậy? Phải theo trend. Theo trend. Phải theo trend. Ừ. À, thực ra theo trend là mình mình cũng phải nắm bắt được là cái cái thị, thị hiếu, trường à. và thị hiếu lúc đó người ta đang ở cái giai đoạn nào ờ. âm nhạc lúc đó nó đi đâu mình theo được thì mình mới tồn tại được chứ có rất là nhiều những ca sĩ ở cái thời chị thì họ vẫn chỉ giữ và cái 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 chất riêng của họ và họ không muốn thay đổi ừ. thì như vậy là sẽ rất, rất dễ đào thải ừ. với hồ lị thu thì mọi người tại sao thấy nhạc dance được nhạc ballad được và ở một cái môi trường nào ở một cái chương trình như thế nào Hồ này Thu cũng có thể làm tốt hát tốt biểu diễn tốt ở những cái chương trình như vậy ở mỗi cái nơi khác nhau đó là mình phải update gọi à. là update theo update liên tục theo luôn. thời đại mệt quá ha làm ca sĩ cũng khổ thiệt chứ à, bất cứ một cái nghề nghiệp nào mình cũng phải update hết không riêng ca sĩ yeah nếu mà mình không không update là mình sẽ bị lỗi thời mình lỗi thời là mình sẽ bị đào thải bất cứ một nghề nghiệp nào Chị à, chỉ có một cái niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng như vậy ở trong người đó từ nhỏ đến lớn tại vì khán giả có thể cảm được khi mà chị hát chị rất là đam mê mà khi mà chị lập gia đình lần đầu tiên đó thì son con đọc được rất là nhiều cái bài viết trên mạng viết về cái hôn nhân của chị nó không thành công rồi uh, không được mỹ mãn rồi có một thời gian chị không có đi hát nữa tự nhiên một người mà đang có một cái niềm đam mê cháy bỏng như vậy lấy chồng rồi bị cấm đoán không có được hát nữa không đến gần với khán giả nữa thì chị đối phó với cái cái sự hụt hận đó nó như thế nào thực ra uh, đó là một cái sự rất là lạ trong con người chị chị sống rất là đam mê nghệ thuật ừ. nhưng mà khi lấy chồng và chồng không cho đi hát ở nhà không có một sự tiếc nuối không có một cái sẵn sàng ở nhà sẵn sàng từ bỏ hết sẵn sàng từ bỏ ở nhà wow. và nghĩ là mình sẽ không đi hát nữa không có nghĩ là ngày hôm nay hồ lị thu vẫn còn như vậy đâu nếu mà cái số phận mà đã là một cái gia đình hạnh phúc thì sẽ không có hồ lị thu ngày hôm nay đâu có lẽ là những cái đau khổ đó những cái những cái không có được sung sẻ trong cuộc sống hôn nhân thì hồ lị thu còn ngồi đây Chứ nếu như một cuộc sống hôn nhân mà sung sẻ thì hồ lị thu đã chắc chắc chắn là đang ở nhà chứ không còn một hồ lệ thu ngày hôm nay và mỗi lần như vậy thì chị ở nhà và sẵn sàng ở nhà và nghĩ là mình sẽ không còn đi hát nữa thậm chí lúc ừ. đó trong gia đình chồng của chị là có hai người nhạc sĩ người em chồng là nhạc sĩ minh nhiên mà hiện tại vẫn còn là đang rất nổi tiếng là tác ừ. giả của bài xin lỗi tình yêu và oh. tình yêu không có lỗi um, và anh phương À, người anh á, của người anh chồng á lúc đó cũng là một một nhạc sĩ chơi đàn keyboard ừ. à, chơi ở vũ trường Liberty là number one vũ trường lúc đó thì về nhà thấy mình cứ an phận ở nhà nhưng mà mặc dù là lúc đó không có được hạnh phúc thì cứ nói là đi hát lại đi đừng có nghe lời nó đi hát lại đi ừ. nhưng mà chị không có mãi may đến khi mà chấm dứt cuộc hôn nhân thì lúc đó là cái nghề của mình để đi hát kiếm tiền chỉ có là cái nghiệp cầm ca thôi thì chị quay lại còn khi mà sống trong cuộc sống gia đình thì chị là một người dâu rất là ngoan ngày ngày sách giỏ đi chợ rồi về nấu cơm à, chuẩn bị cơm nước cho gia đình xong cơm trưa rồi buổi chiều thì quanh quẩn ở trong nhà vậy thôi à, cứ như vậy ngày này tháng nọ qua từ đâu cái cái điều gì làm cho chị phải từ bỏ tất cả, hy sinh cái đam mê âm nhạc của mình để mà đến với một cái cuộc sống gia đình trầm lặng như vậy. Phải chăng đó là một cái tình yêu hay là lúc đó chị còn nhỏ lắm, 21 tuổi. À. Thì chị nghĩ là lập gia đình và thực ra là cái cái lập gia đình lúc đó là mình chưa muốn lập gia đình đâu. À. Tại vì lúc đó cái sự nghiệp phải nói là những năm 91 92 á là tên Hồ Lệ Thu đã rất là nổi tiếng ở Việt Nam rồi sau cái cuộc thi tiếng hát truyền hình 91, chị đã đi diễn khắp nước, khắp nơi. Ừ. À, lúc đó thực ra mình chưa muốn lập gia đình nhưng mà lúc đó ba chị đã bị bệnh ung thư, Ồ. ừ thì không biết lúc nào mất, thì ba muốn ba có nói chuyện với chồng chị là anh Trần Minh Phi lúc đó là Bác thấy con với Thu quen lâu rồi, à, ừ. chắc uh, con có tính chuyện uh, cưới hỏi gì không? bác muốn nó là trước khi bác nhắm mắt thì nó phải được yên nơi yên chỗ thì bác mới an tâm thì bác không biết bác đi lúc nào thì chính vì như vậy rồi cuộc hôn nhân đã xảy ra ừ. rồi chị cũng lấy chồng theo ý như mặc dù lúc đó là cũng chị và anh anh phi đang đang yêu nhau nhưng mà chị chưa muốn lập gia đình à vậy nhưng là có mà, yêu đó nhưng mà chưa có sẵn sàng lập, lập gia đình ừ, đâu nhưng okay. mà vì 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 ba chị yeah. và chị lập gia đình xong thì uh, um, như đâu sáu tháng sau là ba chị mất 6 tháng sau là ba chị mất nhưng mà khi đã lập gia đình rồi á, thì cái người chồng mình chị nghĩ đơn giản là người chồng không muốn chị đi hát mà chồng chị lúc đó là nhạc sĩ quen nhau là vì chị hát nhạc của anh Trần Minh Phi sao ngộ vậy ừ. nhạc sĩ đáng lý là phải muốn vợ mình đi hát chứ <laughs> thì bởi ở đời à. éo le vậy đó <laughs> không lẽ là anh không muốn chị nhảy với người khác hay là ảnh lúc đó chị có nhảy đâu ghen tị hay là như thế nào lúc đó chị đứng hát thôi ờ. chị có nhảy đâu lúc đó chưa nhảy đó chưa ờ. chưa hề mấy này nhảy còn ghen bạo nữa <laughs> thực ra ảnh rất là ghen à. lúc mà lúc đám cưới xong là chị chỉ có ở nhà thôi chị không có đi ra đường không hề ra đường không hề có bạn bè chỉ ở nhà hàng ngày là quanh quẩn đi chợ nấu cơm rồi ở nhà chứ không hề đi ra được mà lúc đó Anh có không nhớ chị đi ra đường có nhớ nghề không nếu mà nói nhớ nghề thì một cái người đã từng là nghệ sĩ thì ai chắc chắn cũng phải nhớ ừ. nhưng mà gọi là nhớ mà gọi là mong muốn để được bỏ tất cả để quay lại nghề hoặc là bằng mọi cách để quay lại nghề thì lúc đó hoàn toàn không ừ. thì ra là như vậy wow đó là cũng là một cái sự hy sinh rất là to lớn đó đối với một người ca sĩ tại vì hiếm lắm hiếm khi nào mà sắm thấy được một người ca sĩ mà đang trên đỉnh cao của danh vọng mà lại từ bỏ tất cả vì gia đình nhỏ của mình cũng có chứ có nhưng rất mà là hiếm nhiều lắm. ngang hiếm. trên đỉnh cao danh vọng à. từ bỏ nhưng mà tại vì lấy được chồng đại gia à. <cười> <cười> vì lúc đó chồng chị là đại gia hả không hề à. một người một người nhạc sĩ bình thường rất bình thường ừ. và bên cạnh nhạc sĩ thì ảnh cái nghề chính ảnh là nhà báo thì mà cái thời đó báo đâu có được nhiều tiền như những phóng viên bây giờ đâu rồi rất bình thường rồi cuộc sống mình có gì thay đổi không tại vì từ là một ca, ca sĩ mà đang kiếm tiền được rồi bây giờ ăn trợ cấp của chồng à, không Đúng ăn không? trợ cấp dễ ăn Ô, cơm chung thôi <cười> <cười> ở nhà đi chợ nấu cơm là ăn cơm chung chứ không có ăn trợ cấp <laughs> nói nôm na cho vui vậy thôi chứ thời đó chị lúc chị nghĩ rồi chị đâu có đi làm nữa thì ảnh là không. thu nhập chính đúng không không có đi làm không à. có hoàn toàn ở nhà à. đâu có bán CD được cái gì đúng không thời đó đâu có ai bán CD đâu ờ ha có <laughs> thời xưa mà ha <laughs> nhưng mà thực ra là um, cái thời mà 21 tuổi mà 21 tuổi thì nói chung lấy chồng xong mà lúc đó ảnh lớn hơn là gần 10 tuổi oh. cho nên là anh lấy chồng thì nghe lời chồng thôi Ngoan ngoãn, ngoãn nhớ là chồng ừ. Nhưng mà có lẽ là vì như vậy cho nên Mặc dù đã ly dị lâu rồi ừ. Và chị cũng đã có hai lần đò khác rồi Nhưng mà nhạc sĩ Minh Nhiên à, Trong cái thời gian chị làm dâu Thì nhạc là, là ở chung nhà Một cái căn chung cư nhỏ thôi Nhưng mà trong nhà là Ở để chị nhớ coi Hình như đâu cũng phải 6 bảy người 6 bảy người ở trong Cái căn à, chung cư nhỏ đó thì lúc đó là nhạc sĩ minh nhiên là cũng ở nhà thì hai chị em ở nhà chung cho nên có một cái tình cảm chị em rất là thân thiết rồi mãi cho tới bây giờ thì khi mà chị đã ly dị lâu rồi và rất là rất là dễ thương là một hai lần đám cưới sau của chị á ừ. là nhạc sĩ minh nhiên đều có mặt đi oh, wow. dự và đều rất là hớn hở khoe mọi người tôi đi đám cưới chị dâu tôi oh. <laughs> và bây giờ nhạc sĩ minh nhiên là manager của chị ở việt nam là oh, cái người đó. take care, manager show và những cái chương trình ở Việt Nam, những công việc của Việt Nam của chị yeah. và thậm chí là nhiên rất là thân với chị như chị em ruột cho tới bây giờ mm. thì chị nghĩ là lúc mà mình lấy chồng mình ngoan ngoãn và mình sống một cái cuộc sống uh, làm dâu uh, mm. gọi là dâu ngoan dâu hiền đó yeah. thì cho đến bây giờ thì gia đình nội vẫn rất là thân với với chị hay quá. Chị đúng là, đúng nghĩa người Việt Nam mình có câu là xuất giá tòng phu đó. Đúng nghĩa luôn đó. Rồi, yeah. Vậy thì đến khi nào là chị mới có em bé? Thì uh, khi đám cưới xong sau đó là cũng có em bé ngay. À. Có em bé ngay. Thì lúc ba chị mất thì chị cũng đang được mới có bầu được vài tháng. Rồi sau đó ba chị mất rồi cuộc hôn nhân kéo dài được 2 năm. Nhưng mà quá nhiều chuyện, những cái chuyện mà thì cũng qua rồi mọi người cũng biết rất là nhiều rồi <laughs> nhưng mà end up là cuối cùng là cuộc hôn nhân không có thành công yeah. thì sau khi không thành công chị mới trở lại về với mẹ xong rồi lúc đó mới bắt đầu kiếm cách đi hát lại <laughs> nhưng mà cái số chị rất là may mắn là khi vừa trở lại thì gọi ngay cho bạn bè <laughs> và lúc đó chị nhớ là anh nhạc sĩ nguyễn ngọc thiện <laughs> chị có gọi chị nói anh thiện ơi em đi hát lại rồi có cái gì cho em thâu tại vì lúc đó anh Nguyễn Ngọc Thiện làm biên tập cho những cái chương trình rất là nhiều thì ngay lúc đó vừa nghe thì anh Nguyễn Ngọc Thiện đã mời chị trở lại và quay những cái cái thời đó là thời đỉnh điểm nhất của nhạc Việt Nam năm 96, 97, 98 thì ra làng sóng xanh yeah. thì 96, 97 là những cái trung tâm băng đĩa nhạc ở bên đó rất là mạnh thì lúc đó là chị trở lại và trong tất cả những cái trung tâm băng đĩa nhạc các chương trình đều có mặt chị wow thì lúc mà chị trở lại như vậy thì chị có dễ dàng gọi là hòa nhập vô không hay là nó có một cái sự lấn cấn gì không tại vì mình nghỉ hát từ lâu rồi đó không có lấn cấn gì hết giống như cá thả vô nước vậy. vậy đó thậm chí nó còn hay hơn nữa nó còn rực rỡ hơn cái thời đó nữa mà mừng không giống như là ô oh, bây giờ quay lại với cái nghề mà mình yêu thích gặp lại khán giả chị nghĩ lúc đó chị rất là đơn giản là trở lại để kiếm tiền để sống à. để nuôi con chứ không phải là một cái sự là thèm khác mà sự trở lại ừ. mừng rỡ như cái lúc mà chị 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 đến với trung tâm thứ Nga thì thực sự lúc đó là ừ. cái cái cảm giác nó khác còn cái ừ. thời lúc mà lúc hai mấy tuổi vừa lập gia đình vừa lý dị xong cái chuyện chỉ đơn giản là đây là cái nghề mà mình có thể đi kiếm tiền được nhanh nhất ừ. à, đây là cái nghề của mình mà mình làm rất tốt về cái nghề đó đó ừ. và có cái cơ hội rất là nhanh chóng trở lại ngay và trở vào tất cả những cái chương trình ca nhạc và đi hát ngay mà thậm chí lúc đó hát rất nhiều, ừ. chạy show rất nhiều, phải nói là tất cả những cái vũ trường mà hàng đầu ở Sài Gòn lúc đó đều có mặt chị. Những ừ. cái sân khấu lớn đều có mặt chị. Rồi đùng một cái là chị xuất giá thêm một lần nữa là qua châu Âu đó. Thực ra cũng phải đùng một cái thì à. lúc đó thì cái người chồng người Pháp cũng theo đuổi chị lâu rồi. Ừ nhưng mà đến một cái thời điểm là chị thấy con chị nó cũng bắt đầu tới tuổi đi học mình suy nghĩ những cái chuyện mà về tương lai con nữa thế là chấp nhận lấy chồng Rồi chấp nhận hy sinh thêm một đi lần thêm nữa một chuyến đò. bỏ nghề nữa một lần nữa bỏ wow. nghề và sẵn sàng vẫn cũng lại tiếp tục tập hai là ừ. ở nhà đi chợ nhưng mà lúc đó thì chị đi học tiếng à, đi học tiếng pháp mỗi ngày thì đi học tiếng pháp để ừ. mà hội nhập vô cái Xã hội Pháp thì chồng chị là người Pháp là người Việt gốc Pháp hay là người Pháp rắc rồi Pháp. luôn người Pháp luôn người Pháp. chị sống ở bên Pháp bao lâu 5 năm năm 5 năm năm chị nói được tiếng Pháp không nói được chứ vậy hả ừ. chị nói vài từ nghe thử đi <laughs> bây giờ nói gì không biết chào mà. Sean hôm nay khỏe không đấy sao bonjour bonjour Sean comment allez-vous? oh ok <laughs> phần mày tiếng Pháp lắm vậy yeah, hả uh -huh. thì thực ra là khi mà sau khi hôn nhân lần đầu thì chỉ có một người bạn rất là thân bây giờ cô bạn thân này cũng đang ở Mỹ ở uh, uh, gần Redondo Beach. Lúc đó thì cổ đi nước ngoài á, thì uh, hai đứa rất là thân. Uh, lúc đó chị vừa ly dị xong, nói chung cũng đang ở cái cuộc sống mà um, chuyển đổi trở lại cuộc sống bình thường đó. Thì uh, cổ gặp chị mà chị nhớ hoài cho tới bây giờ một cái thực sự con cái số tiền đó lúc đó đối với chị rất lớn. Nhưng mà cái ơn nghĩa đó là cái cái ơn mà chị Chị nghĩ là một cái người bạn một người tri kỷ chị không bao giờ quên ừ. à, cổ lúc đó cổ công việc cổ rất là tốt cổ đang làm cho một công ty uh, cho một cái khách sạn nước ngoài nhưng mà cổ đi xuất cảnh mà thấy chị như vậy thì cổ viết kêu cổ nói thu tao đi để lại cho mày 500 đô mày đi học tiếng Anh đi wow. đi học tiếng Anh rồi mày làm cái gì đi Cái này là từ bên pháp đó từ hôm không ở Việt Nam ở đó, Việt Nam cái lần đầu à. tiên đó yeah. thì uh, Nói mày đi học tiếng Anh để mày đi làm gì đi ừ. à, Tao đi qua bệnh Tao là, tao qua tao làm được Thì tao gửi tiền về thêm cho mày đi học Wow tốt gì đó ừ à, Chứ bây giờ mày ly dị rồi Mày trở lại đi hát Thì không có biết là như thế nào Thì lúc đó là chị cầm đồng tiền đó Và chị đi học Cái trường hội Việt Mỹ ở Việt Nam á, Hội Việt Mỹ là có trước năm 75 ừ. Ở Việt Nam Nhưng mà mãi đến những năm đó Thì mới bắt đầu trở vô Việt Nam Thì chị đi ăn, đăng ký học và chị là một học sinh học rất riêng mà cái người thầy hiệu trưởng mà cũng là người chủ của trường đó đó gặp chị hàng ngày và cho chị học cho tới là cái lớp 7 của hội việt mỹ thì rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến trường đó học nhưng mà học được một hai lớp là rớt hết Ủa? chỉ có chị học cho tới lớp 7 là một cái lớp rất cao trường hội việt mỹ lúc đó thì lên tiếp nữa không có lớp để học ờ. còn lớp nhưng không có người để học thì lúc đó ông chủ ông mới nói cô hồ Lị thu tôi thấy cô là một cái nghệ sĩ mà siêng học nhất mà tôi chưa từng thấy à. kể từ đây á, là tôi cho cô học free luôn wow à thì chị học tiếp tục lên cho nên là chị có cái vốn kiến thức tiếng anh à. từ từ đó rồi cho nên khi gặp cái người chồng chị là người pháp á, có công ty ở việt nam thì chị đã uh, nói chuyện với ảnh bằng tiếng tiếng, tiếng anh, tiếng anh. À. rồi khi mà quen và quyết định đồng ý chấp nhận để lấy chồng. Ừ. Thì lúc đó chị mới chị mới học tiếng Pháp từ ở Việt Nam. Ừ. Cho nên là khi qua Pháp thì cũng đã tiếng Anh là bình thường rồi. Ừ. Rồi nói tiếng Pháp, rồi đi học thêm tiếng Pháp ở trường đàng hoàng để mà mình mình học cho nó chính quy chứ không có phải là nói bồi chị học giỏi tiếng anh như vậy đáng lý thì phải lấy người mỹ hay người anh chứ tự nhiên lấy người pháp kỳ à, vậy thì ai biết đâu số phận nó đưa đẩy từ 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 từ, từ, từ học tiếng này nó đẩy thuyền qua tới bên kia ai biết đâu thì thuyền nó tấp bến nào đẩy tới đâu thì đập độ vô bến đó thôi nhưng mà khi đầu tiên mà chị qua bên pháp đó chị theo chồng một lần nữa lại hy sinh cái sự nghiệp của mình à. đang trên đỉnh cao thì cái cuộc sống ban đầu như thế nào chị có thích cái văn hóa phong tục của bên pháp không thích chị rất thích thích lắm hả cho tới giờ chị vẫn rất thích vậy đó mà thậm chí là chị hay nói là bây giờ nè chị nói là có cái chương trình mà thử đi thử gì đó Tìm lại ancestry ok thử DNA của mình đó thử để biết cái nguồn gốc mình là đúng người gì người gì đó hả chị cứ muốn đi thử là biết sao không tại sao từ khi ở việt nam chưa lấy chồng tay cái tính chị đã rất tây phương tính chị rất tây phương rất lạ à có khi nào chị like không ha chị không biết like bởi vì chị muốn đi tìm cái trong máu chị có like gì không có thể mắt chị đâu. to quá trời luôn rồi, giống mắc tay chị ô nâu. Oh. nâu mà mọi người nhìn cứ tưởng là giống đeo contact lens yeah. người việt mình á thì cứ thích là tới gõ cửa lâu lâu nhớ bạn nhớ bè hay về thích rủ đi ăn cái gì tới gõ cửa là gặp đúng rồi chỉ có một cái tính rất ngộ là ở bên nước ngoài mới có là muốn tới nhà thì phải hẹn trước không phải tự nhiên tới gõ cửa thì cái là mình mở. Mà khi chị ở Việt Nam chưa có lấy chồng Pháp đã tới gõ cửa là chị không mở rồi. Thấy <laughs> gì đó. Wow. Có lần có một cái cái người đó đến gõ cửa uh -huh. thì ban ngày ở Việt Nam thường là buổi sáng chị đi tập thể dục cho tới trưa. Uh -huh. Trưa rồi về ăn cơm trưa là phải ngủ trưa 3 4 tiếng để tối có sức hát. Tại vì hát ở Việt Nam là chạy show một đêm là năm sáu chỗ. Yeah. Chạy nhiều lắm. Thì buổi trưa chị chị đang ngủ có người tới gõ cửa kiếm chị mẹ chị vô kêu thua thôi có bạn kiếm con kìa ủa ai con đâu có hẹn ai chiều nay đâu đang ngủ mà phá hoài ờ à, cái <laughs> nói có người kiếm đó. má ra má nói nó không có nhà không không tiếp <laughs> là từ xưa đã có cái bản à, tính đó rồi hay chị, quá chị đi qua bên này chị sống chị mới thấy là ý hình như mình có cái cái mình đã hòa nhập rồi ừ rồi ở tây thì chị cũng rất là thích yeah. À, cho nên là sống ở Tây mấy năm thì chị rất là enjoy cuộc sống ở bên đó à, những cái đồ ăn Tây có nhiều người lấy lấy chồng chồng Tây thì nhớ đồ Việt chị thì cũng có nhớ nhưng mà không nhớ nhiều lắm vậy chị đó. rất là enjoy đồ ăn Tây à, và uống wine cho tới bây giờ nếu mà chị đi lựa rượu wine là không có lầm chai nào cũng vậy rất ngon mà không cần mất ừ. tiền nha Đúng. thì nhờ cái thời gian chị sống ở Pháp son có cái điểm này giống chị đó là son rất là thích uống rượu Pháp à. mê rượu Pháp lắm à ừ, rượu mỹ sao cũng không thích bằng rượu pháp nữa Ồ, vậy hả yeah. à, nhưng mà bây giờ rượu vang ở mỹ ngon lắm rồi nha ừ đã đâu chị still thích rượu pháp hơn à vậy là thích cái, cũng... cái nho bên đó, nó 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 có một cái flavor gì rất là đặc biệt đúng rồi cái nho à. của mỗi cái thổ nhưỡng khác nhau nó sẽ có cái flavor khác nhau đúng rồi uh -huh. vậy là chị biết nấu ăn uh, thức ăn pháp nữa uh -huh. món gì nè à gà sốt bát bò nấu rượu vang yeah. cũng nhiều nhiều món lắm nhưng mà có cái cái này là không biết là son nghĩ là những cái món pháp là như thế nào nhưng mà có rất là nhiều người nói chị chứ pháp có cái gì để ăn đâu pháp có mỗi mỗi cái món ragu tại à. vì người việt mình chỉ biết cái món ragu của pháp cái 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 cooking của người pháp đó là một cái gọi là là phong phú nhất và nó cũng rất là classy nữa uh -huh. yeah son rất là thích cái cái phong thái của người pháp uh -huh. ngôn ngữ của pháp rất là lãng mạn và cái 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 văn hóa nó kiểu mà người ta ngồi uống cà phê thôi mình cũng thấy hay rồi rồi đi qua bên tây rồi ngồi terrace ừ. ngồi uống ly cà phê ngắm đường phố là thấy thích rồi <cười> <cười> có nhiều người người ta nói người pháp người ta lãng mạn quá sống như trên mây vậy đó Mấy có đúng không chị ha Hồng đâu vậy hả không lãng mạn thì là do cái cái môi trường cái cuộc sống ừ. tất cả những cái thứ xung quanh nó đều lãng mạn đều đẹp ừ. nhưng mà thực thực ra người pháp thì họ Thôi mình nói là công đụng chạm ừ. nhưng mà cuộc sống người nào cũng vậy, người người nước nào cũng vậy, họ cũng phải có một cái sự tính toán kỹ lưỡng cho cuộc sống thì người Pháp họ cũng tính rất à. là kỹ. Còn Đáng lãng mạn đó. là tại vì mình có phim, ừ. có phim coi ảnh mà đường phố Pháp, tất cả mọi thứ cái gì nó cũng đẹp, nó cũng lãng mạn. Ừ. Rồi một cái nhà hàng Pháp, nhà hàng mình vô mình ngồi nó cũng rất là đẹp. Thấy cách người ta mặc quần áo mình cũng biết rồi. Ừ. nó khác với lời người Mỹ nó hơi lè phè chút xíu còn chi nó thun cái là đi ra đường ờ, người Pháp Chỉ... họ rất điệu đàn à. họ rất điệu đàn trong cái cách ăn mặc đúng, đúng rồi. rồi không phải người Pháp không người châu Âu nói chung ừ. họ rất điệu đàn trong cái cách ăn mặc ừ. còn người Mỹ mình thì gọi là rất là thực tế rất là nhanh gọn lẹ active để cho làm việc kiếm tiền nhiều. Nha. Yeah. Đúng rồi. Lúc uh, nào cũng phải lăn xả. Ừ. Uh, nhanh nhanh nhanh. Nhanh gọn lẹ. Mm, business đúng uh -huh. rồi. Người Mỹ là như vậy. Son nghe nhiều người nói rồi đồ ăn Pháp là không có ngon. Đồ này nọ Son chưa có thử nhưng mà cho đến khi mà vừa cái vừa rồi cái weekend vừa rồi á, là Son có dịp đi qua bên Montreal Canada đó. Uh. Nơi đó là rất là nhiều người mà nói tiếng Pháp, phong tục Pháp. Uh, Montreal là một culture of Pháp. Yes. Rất là thú vị thì son gặp lại những người bạn bè những anh chị hồi xưa mà mình gặp đó, thì ngồi xuống thì mấy người có khoe là ô oh, mấy anh chị mới đi pháp về nè phải ừ. thử cái này rồi bắt đầu lấy ra là rượu pháp rồi uh, pate ra bate yeah, đó chị biết không Pate pháp mà kiểu mà pate ngỗng bên pháp gan ngỗng. ngỗng đúng rồi gan ngỗng với Phongra. lại bơ trời ơi quét lên ăn ăn với bánh mì chưa bao giờ mà son ăn cái bơ mà nó thơm như vậy mà cái tê nó ngon như vậy vậy thì em phải đi qua pháp một lần chắc chắn phải đi qua pháp một ừ. lần để thử những món chính Đúng ở Pháp bên đó Rất yeah. ngon yeah. Rất ngon Ngồi uống một ly rượu Rồi ăn những cái món Tây Nhưng mà Tây là những cái portion ăn những cái đĩa à. Những cái tô nhỏ nhỏ thôi À không có nhiều Ở Mỹ mình thì lại Cái portion nào nó cũng quá trời to luôn Không giống như tô phở xe lửa hả <cười> <cười> Tô đó chắc ăn một nhà <laughs> Ở Tây cái gì cũng nhỏ nhỏ uhm. Mà gọi là ăn rất là chic À, rất là ngon hay quá hả? uống ly rượu mà một, một buổi dinner ừ. của pháp và của mỹ hoàn toàn khác nhau khác chỗ nào người pháp họ ăn rất là lâu ồ oh. họ ăn một cái dinner là năm sáu tiếng là bình thường cái tường. gì vậy nếu một cái dinner mời nhau là từ 5 giờ chiều ừ. và khi 5 giờ chiều đến là họ có những cái món appetizer ừ. appetitive ha khi ừ. mà uống rượu ăn appetitive á, là những cái rượu khác hoàn toàn có những cái loại rượu để uống cho appetizer hay gì đó ngồi ăn ngồi ăn nhẹ nhẹ chơi nói chuyện mà họ nói chuyện rất là nhiều mà ờ. có một cái điều là họ nhiều khi họ discuss đó, họ nói chuyện đó, rất là strong có nhiều lúc chị chưa có biết chị tưởng là ta cãi nhau luôn á <laughs> nhưng mà không phải cái đó là cái conversation nó như vậy đó giống như mấy người Hàn Quốc <laughs> họ họ nói chuyện rất là strong mình tưởng như cãi nhưng mà thực ra là Đúng họ đang thì... discuss cho đến là 7 giờ họ bắt đầu dây bắt đầu dọn bàn qua start cái dinner thì vô start dinner là họ nhiều khi họ làm mấy món là họ sẽ ăn thịt thì họ sẽ uống rượu vang đỏ qua ăn seafood họ sẽ uống rượu vang trắng rồi đến dessert thì họ sẽ uống champagne ừ. uống champagne xong họ chưa đâu họ ngồi nói chuyện tới một hai giờ đêm cãi nhau tiếp ừ <laughs> rồi lúc đó họ bắt đầu uống rượu mạnh trời mà đất cái cách ơi. họ uống rượu mạnh không phải như là mình ở đây là chơi shot ực ực đâu ờ. rót một cái ly vậy thôi và họ uống nhấm nhấm nhâm nhi nó gọi là uống để cái tiêu ờ. lúc đó là họ sẽ ăn bánh ngọt hoặc là ăn cheese một cái dinner của họ rất là dài trời enjoy quá vậy ừ. mà một cái đám cưới của họ đó là từ 3 giờ chiều cho tới 1 2 giờ đêm là bình thường, tới Trời. 4 5 giờ sáng. Wow. Khi mà chị đi qua tới Mỹ á, vô nhà hàng đâu 9 giờ rưỡi đuổi mình đi về, <laughs> đi về mất tiêu rồi. <laughs> và ăn rất là nhanh rồi đi về. Không uh -huh. à, uh cái kiểu này là họ qua Mỹ họ ăn buffet không được rồi, tại vì ăn buffet cho mình có 90 phút thôi. Ừ, nó ăn xong <laughs> đuổi đi về. Còn những cái nhà hàng ở bên Tây là nó mở tới là 12 giờ 1 giờ đêm là bình thường. Uh -huh. và người ta vô, người ta ngồi, người ta ăn, người ta uống rượu người ta nói chuyện suốt đêm mà cứ ngồi lì đó rồi chủ không đuổi đi hả chị không cái đó là câu trời của người ta mà rồi sao người ta có khách mới chịu thôi hả không nhà hàng bến ta rộng hơn ờ à, thực sự nó cũng không rộng bằng nhà hàng mỹ đâu nhưng mà cái câu trời người ta là như hay vậy hay quá ha câu người ta là như vậy yeah. enjoy cuộc sống ghê á Xong sao phải dọn qua đó ở quá ừ thử đi ừ. qua thử đi thích uống rượu rượu của pháp mà nhâm nhi mà ăn chi vậy nó trời <laughs> ơi chi rồi uống champagne à em có thấy là, mọi người hay nói hồ Lị thu ở ừ. mỹ nè hiện tại bây giờ khắp nơi hồi hồ Lị thu là nữ hoàng say không vậy đó không sao chưa nghe à vậy hả à. tại vì cái bài hit của chị là cũng lâu nay là bài để ta say à sao có nghe bài này rồi ừ và mọi người gọi luôn chị là nữ hoàng say và cái thời gian đầu mà vừa qua mỹ uống rượu ngồi một cái buổi dinner với bạn bè gọi à là hả? nhậu á à chị uống đủ tất cả các loại rượu và cuối cùng chị vẫn là người tỉnh nhất trời hay gì đó còn thường thường mọi người là cứ mix loại này qua loại kia là sợ sẽ xịn uhm, dạ chị không hề nhờ đâu phải không nhờ đâu nhờ câu chuyện chị vừa kể cái thời gian sống ở pháp Ồ. một cái dinner là uống 4-5 loại rượu thì ra là như vậy cho nên là mình đã quen rồi, mình không có bị mix loại này qua loại kia là mình sẽ xỉn mà mình uống được. người ta nói đừng bao giờ mà đấu rượu với đàn bà cái này đúng thiệt. ờ ừ, mà cũng đúng đó, chị thấy có nhiều người bạn chị đó mấy cô uống rượu mà mấy anh chịu không nổi đâu. nhưng mà chị chị uống rượu gì rượu khô uh, nhát hay là chị uống rượu nho hay là sao? chị uống tất cả các loại rượu, tất cả luôn. À, tùy mm. tùy cái bữa tiệc nào ai uống gì chị đều uống được hết nhưng mà every thì chị ừ. uống rượu rượu vang đỏ rượu vang đỏ à. mà chị thích nhất là rượu gì thích nhất hả ừ. à, nếu mà nói thích nhất thì thực ra không có gì thích nhất ừ. cái nào, nào cái cũng gì mình the cũng uống được mà cái nào cũng à. thế cái nào cũng ngon nhưng mà nếu về rượu nặng thì chị uống whisky chứ chị không uống cognac Ồ vậy đó oh ừ. cái này người của son nha rượu nặng là son phải uống cognac à, à. Mọi người hay uống rum ừ. blue đúng rồi đúng rồi, không? Đúng rồi. À, chị là Brandy. uống không? chị ừ. uống uh, whisky whisky lý do tại sao không có chất đường nhiều mm. Cơ nhắc có chất đường nhiều đến một cái thời điểm là chị ăn và uống cái gì chị cũng phải google là cái này ăn có tốt không cái này có việc tăng cân không cái này như thế nào để mà mình giữ cho mình thì khi mà uống rượu thì mình thấy mình cũng Xã giao nhiều bạn bè nè đi nhiều tiệc tùng nè mm. đi hát cũng vậy mọi người mời rất là nhiều nè nếu mà để sự chọn lựa để cho mình thì chị phải vô coi những cái loại alcohol nào mà mm. ít calorie không calorie đúng để mình à. uống. Với lại whisky nó có cái flavor gỗ đúng không? Mm. nó nó cũng hay hay smoky. Mùi smoky. Smoke. Smoke. Yeah. Uh, mùi smoke yeah. Mm. yeah. uống được nhưng mà Sơn prefer là cái cái nhát hơn, đúng của rồi pháp hơn. Thì có những người vẫn có mọi người thì vẫn rất là thích cognac nhát. Và bây giờ mọi người cũng chuyển qua whisky rất là nhiều. Yeah. Thì những cái loại rượu mà không có uh, nhiều uh, calorie là champagne, wine, whisky, tequila. Uh, vodka, đó là những loại alcohol không có nhiều calorie. Chị uống được vodka luôn. Không. À. Nhưng mà đó là những loại rượu. Thành ra chị nói để à. cho mọi người biết á. Ai đúng. ai mà uống rượu thì ừ. thì biết thì biết để mà mà lựa những cái loại rượu mà không có nhiều calorie. Không nhắc thì có rất là nhiều ừ. đường. Ừ. Uh, Tại nó từ nho ra mà đúng không? Từ nho ừ. và chất đường gì Nhưng mà là... nó cũng lên men nhiều rồi, cũng bay bớt nhiều đường rồi đúng không? nhưng mà rất là nhiều được vậy đó ừ. mixed drink là coi như là terrible đúng rồi rất là nhiều calorie trái cây không ừ. trái ừ. cây với lại nhiều cái loại rượu ngọt để mix là những cái loại rất là nhiều chất được ừ. ra ra thôi cũng chia sẻ để cho biết ừ. ai uống mà còn giữ <laughs> một điểm nữa là son giống chị là uống những cái loại vodka không được son uống màu dark thì được mà uống cái mấy cái trắng là không được nặng quá mấy à, cái đồ đó Ủa mà tự nhiên sao cuộc đối thoại này nó trở thành cuộc đối thoại trên bàn nhậu trời.ờ à, không biết nữa thì <laughs> nãy em nói mà cái gì vui thì mình nói thôi. <laughs> anyway cũng rất là thú vị. Khán giả nào mà nghe cuộc đối thoại này là chắc là phải gửi nghe, tặng cho chị nguyên một cái case whisky quá. tại vì mà đó là đồ. chị ở ngoài gọi là à. ngoài giang hồ anh em à. tứ chiến là 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 cứ hả đi đâu tới đâu hát xong nếu mà chị không có bận là chị sẽ chỗ nào à. có bạn là chị sẽ ở lại một hai ngày để chơi bạn bè. tại à. vì chị rất là thích spend time à. với là bạn bè mỗi lần ở lại bạn bè lại gì nhậu bày ừ. ra nấu ăn rồi nhổ đúng rồi đó à, thành ra là thôi để cũng chia sẻ để cho các chiến hữu <cười> <cười> biết để mà biết lựa rượu uống yeah. không cái này mình không phải là mình uống để mà mình say mèn rồi mình uống để mà mình enjoy để mình cái enjoy. conversation đúng không đúng rồi. có một cái cuộc đối thoại hay son có nhiều đứa bạn ở trong lính đó, uh, lâu lâu khi mà hiếm khi nào bây giờ thì đứa nào cũng bận hết ừ. nhưng mà thỉnh thoảng thì nếu mà có thời gian thì À, cũng tới nhà mà mấy đứa mà thân với nhau đó à, à nhưng đúng. mà bạn sao toàn uống whisky không à à thấy thì, chưa à, thì à. nó đưa cái gì mình uống cái đó thôi những người nào mà không biết uống á sao cảm thấy đó là một cái sự lãng phí chỉ có cảm giác mất hết nửa cuộc đời đó đúng không rõ ràng và thậm chí bây giờ mọi người á là nhậu xong rồi thích hát ừ. karaoke nữa uh -huh. mà có một câu trên bàn nhậu là chưa xỉn chưa dám hát rượu chưa vô nhạc chưa về <cười> <cười> đó không phải là uống để cho say mềm đúng rồi mà có một tí để ừ. cho nó lân lân, ừ. để cho cuộc nói chuyện nó vui hơn Vui hơn Để cho nhạc về hát hay hơn Đúng rồi hay. Hey. <laughs> Nếu mà có lần sau nói chuyện với chị trên talk show này Chắc phải để ly whisky ở đó, đó. <laughs> Để ly whisky biết đâu câu chuyện nó sẽ vui hơn nữa đó <laughs> Chắc chắn luôn Nhưng mà chị có bao giờ hỏi Mẹ của chị hoặc là ba của chị Lúc mà ba chị còn sống không Là trong người chị có một dòng máu người Pháp nào không Ờ không Tại vì giống tay quá mà Tại vì cái lúc mà mình chưa biết được là mình có cái bản tánh đó đó uh -huh. thì ba đã mất rồi. Uh -huh. Ba chị mất là khi lúc đó chị mới có 22 um, um, hai hai tuổi thôi. Uh -huh. Thì lúc đó cũng cũng còn nhỏ, cũng còn ngoan quá mà lấy uh -huh. chồng xong rồi ở nhà có biết đâu là chứ, lúc đó chưa hề biết uống rượu. Uh -huh. Chưa hề có một cái gì mà để mình xã giao nhiều ngoài xã hội để mà mình thấy được cái bản tánh tây phương của mình. Yeah. Mẹ chị thì uh, mẹ vừa mất được cách đây 2 năm. Thì có những cái năm bà qua, bà ngày xưa là có đi học ở Đức, yeah. bà học ở Đức. Thì bà cũng qua đây là ai cũng nói trời ơi bà chịu chơi quá. Uống rượu ai uống gì bà cũng uống. À. Ngày nào chị uống rượu đỏ bà cũng là có uống với bà đó. rồi ăn tất cả những cái món Tây, uh, những cái món gì bà cũng thích hết. thì Vậy là cá tính của chị là chắc là ảnh hưởng từ mẹ đó chắc có đó ừ. chắc có nên chị có hỏi gì cũng có hỏi hồi xưa ông bà mình có ai mà 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 like hay cái gì không? mà sao ừ. con thấy con giống tây phương quá à? ừ. mẹ chỉ cười thôi đâu biết được <laughs> biết đâu từ ông bà gì đó à, biết đâu ha ừ hay thiệt kính thưa quý vị um, son muốn dành một vài giây để mà giới thiệu đến nhà tài trợ cho chương trình ngày hôm nay nhé đó là công ty happy to easy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng đây là nềm cứng rất tốt cho những người cao niên hoặc là những người trung niên mà bị thoái hóa cuộc sống, lịch đĩa đệm. Một điều đặc biệt là những tấm nệm cứng này có nhiều độ cứng khác nhau và được sử dụng 100% cao su thiên nhiên và được sản xuất tại Mỹ. Để biết thêm chi tiết, mong là quý vị hãy liên lạc ngay số phone trên màn hình nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một nhà tài trợ nữa cho chương trình ngày hôm nay đó là Văn phòng Quốc tịch Mỹ. Văn phòng Quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch. Tù tôi vẫn được quốc tịch Mỹ Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermarket Điện thoại 714-756-0946 Cảm ơn quý vị rất nhiều Vậy thì cái cơ duyên nào mà dẫn dắt chị đến với Thúy Nga Paris by Night Sau một khoảng thời gian là không có đi hát nữa Thì cũng lại một lần nữa cuộc sống không có hạnh phúc Cái thời gian đó thì chị con chị cũng lớn cũng cũng đi học rồi Đã phải có một cái gánh nặng rồi thì nó khác chứ Ừ. cái lúc mà chị lấy chồng đầu đó, thì chị không có một cái gánh nặng gì cả chỉ biết ở lấy chồng đi thi theo chồng vậy thôi ừ. nhưng mà khi mà lấy người chồng thứ hai lúc đó là chị đang lo cho mẹ chị nè rồi cũng giúp đỡ anh em gia đình rất là nhiều ừ. con thì cũng đi học mà xong lấy cái người chồng thứ hai thì về cái tài chánh là chị bị nói chung là có những cái hụt hạt lớn là do tài chánh ừ mình sống lúc đó mình không có được hạnh phúc và thậm chí mình giống như ô xin không được trả lương vậy đó. Ờ. Nếu lúc đó chuyện gì xảy ra là chị sẽ bước ra đường không có một cái gì trong tay hết. Thì chuyện gì xảy ra rồi mình mình sống ở xứ người làm sao mình sống. Lúc đó có con chị ở đó không? Có, con. Có luôn. Lớn chưa? Ừ, lớp 3, lớp 4 gì đó. Ồ, vậy con nhỏ. Ừ. Uh -huh. à. Nhưng mà mặc dù còn nhỏ nhưng mà đó lúc đó là cũng phải lo về cái chuyện học hành đủ thứ hết yeah. thì lúc đó cái suy nghĩ của mình khác của cái lần đầu thì nếu what if chuyện gì xảy ra mm. thì làm sao thì chính vì vậy mà lúc đó là chị phải nói không chị không có thể nào mà ở nhà và chấp nhận như vậy được nữa mm. chị phải đi làm mm. chị phải đi làm chị kiếm tiền rồi nếu như cuộc hôn nhân vẫn tiếp tục tốt đẹp thì chị vẫn phải có cái việc của chị để chị có cái đồng tiền của chị thì lúc đó là chị mới uh, tìm cách để sang được bên này. Thực ra là tại vì lúc đó mình đang sống ở Pháp, mình đã đi qua bên nước ngoài sống thì chị mình chỉ muốn phát triển nước ngoài Đúng chứ rồi. không có thể nào mình dòng ngược lại Việt Nam lại nữa. À. Thì con mình nó đang học ở cái môi trường nước ngoài rồi. Yeah. Thì lúc đó là chị có đường là đi qua bên hải ngoại để mà có thể đi hát kiếm tiền thôi. Yeah. Thì mà cái khi mà ở Việt Nam và khi ở Pháp chị ngồi chị xem chương trình Paris by Night đó là chị Chị mê lắm tại vì lúc đó là chị đã hát và đã dance rất là nhiều từ nhóm techno rồi Và chị xem chương <laughs> trình của Paris by Night, những cái phần dàn dựng Toàn là những vũ công rất là giỏi, nhảy rất là đẹp thì chị mê lắm chị nói chứ Rồi ước gì một ngày nào đó mà mình được vào Thứ Nga để mình hát, mình nhảy Thì cái lúc mà muốn tìm đường đi qua bên này, bên Mỹ thì chị nhắm là muốn được vào trung tâm Thứ Nga Thì chị cũng có hỏi bạn bè cũng có gọi một số người quen nhưng mà không có được. Thì nhưng mà rất là may á, lúc trong một chuyến trở về Việt Nam thì gặp anh ca sĩ Minh Thuận. Ca sĩ mà hát chung với lại Phương Thanh đó hả? Đúng rồi, à. đúng. Anh em rất là thân, lúc nào về cũng gọi rủ Nhà. nhau. Rồi rủ cả Phương Thanh, ừ. mấy anh em ra ngồi chơi, nói chuyện. Thì với nói anh Thuận ơi, em muốn đi hát lại để đi kiếm tiền. Mà em muốn qua làm sao vô được trung tâm Thế Nga không biết có cách nào không ta chỉ ngồi nói bâng quơ thôi tại vì anh thuận thì ở Việt Nam ừ. làm sao có thể giúp mình vào Thúy nga được nhưng mà chỉ ngồi nghĩ là bâng quơ nói chuyện chia sẻ vậy thì lúc đó anh thuận với đưa một cái số phone của chị ca sĩ Châu Ngọc ừ. chị ca sĩ Châu Ngọc lúc đó là vợ của nhạc sĩ Tùng Châu music director của trung tâm Thúy nga ừ. thì cũng là một ca sĩ của Thúy nga ngày trước thì ảnh nói chứ em gọi cho chị Châu Ngọc thử đi biết đâu chị Châu Ngọc giúp được chị Châu Ngọc rất là dễ thương thì trời lúc đó chị giống như là được gọi là được trúng số vậy đó, yeah. mình giống như là mình cái con thuyền giữa biển mà thấy được một cái cái cái, cái ngọn đèn hải đăng để ờ. mà thấy bến bờ vậy đó, ờ. thế là rất rất là mừng, wow. về gọi ngay, gọi ngay cho chị uh, Châu Ngọc mà có biết đâu lúc đó chị đang ở úc là 2 giờ đêm, ờ. nhưng mà cũng chưa chắc là nó sẽ được nhận nữa đúng không? thì, thì, thì mình giống giống như cứ gọi thôi, thôi. Ờ. À. mình cứ gọi thôi, mà chị Châu Ngọc phải nói là super dễ thương ừ. Thì chị có ngày hôm nay để mà vào được trung tâm tiếng Nga Thì chị phải nhớ ơn của anh Minh Thuận và chị Châu Ngọc wow. Luôn luôn Nhờ cái số phone mà anh, anh Minh Thuận đưa ừ. Rồi nhờ nói chuyện được chị Châu Ngọc Thì chị mới qua được Mỹ ừ. Thì lúc đó gọi thì chị Ngọc nói Em ơi giờ 2 giờ đêm Chị đang ngủ thôi để sáng chị thức dậy Chị gọi lại cho em nha ừ. sau, cái, sau khi mà tắt phone chị nghĩ không biết là chị có gọi lại hay không ừ. Không ngờ là đúng là sáng chị gọi lại sau khi nói chuyện cái chị rất là nhanh lẹ chị nói em chờ chị đi, chị gọi qua bên đó. Trong ngày hôm nay chị có câu trả lời cho em đi. Wow. Sau đó chị gọi lại mà chị lúc đó chị tưởng tượng chị đang mơ chứ không phải là thật nữa. Chị nói thua ơi, chị Thủy nói em đi sang Mỹ ngay để gặp chị Thủy. Cái chị nói trời. Này mơ hay thật vậy trời? Uhm. Cái chị sắp xếp đi liền, đi qua tới Mỹ thì chị không có ngờ là cái lần đó là đầu năm của 2004 sang đến trung tâm Thúy Nga gặp được chị Thủy giám đốc trung tâm Thúy Nga và khi mà vừa gặp thôi là chị Thủy rồi em ở lại chuẩn bị vô chương trình luôn <laughs> thêm lần nữa chị tưởng không có chị, tập giờ gì hết hả chị tập chứ à. phải ở lại ở lại để tập chứ nhưng mà có chị không có nghĩ là chị được vào chương trình ngay yeah. chị chỉ nghĩ là qua gặp mặt để có thể là thử giọng hay cái gì đó thôi à. không có ngờ là qua là Tại vì họ đã biết chị từ xưa rồi, chị đúng đã rồi, có cái danh đó, rồi. Yeah. Sau đó chị biết là chị chị Thủy đã biết chị ừ. từ từ thời chị còn Việt Nam rồi. Yeah. Cho nên là muốn make sure là đúng là Hồ Lệ Thu. Ừ. Tại vì nghe kể đó là trước đó có một cái cô lấy cái video của chị ở Việt Nam đưa vào trung tâm thứ Nga và nhận là Hồ Lệ Thu. Ủa? Thì khi mà chị Thủy có mời cô vào phòng thu thì nhìn thì biết là không phải Hồ Lệ Thu. Thì chị mới nói em không phải Hồ Lệ Thu thế cái cổ với nhận là Hồ lý thu là em của em. Thì xong rồi chị Thủy có nói cô đó là hát thử cho chị nghe. Rồi sau khi hát thử thì chị Thủy có nói là không, em đi về đi. Khi nào em của em qua đây đó thì nói gọi cho chị. Ừ. ừ. Cho nên là lý do tại sao mà chị Thủy muốn chị qua đến Mỹ để gặp mặt để make sure đúng là Hồ lý thu à, thật chứ không phải thì, là Hồ thu giả. Uh, ok. Uh, thì cho nên là khi vừa qua đến nơi thì uh. chị Thủy nói em ở lại sắp xếp chuẩn bị vô chương trình luôn. Thì lúc đó là Thúy Nga đang chuẩn bị cho cái chương trình Paris by Night số 73. Là cái số đầu tiên của chị vào. Wow. Thì chị ở lại cái là chị Thủy giao ngay cho chị hai bài. trời lúc đó đó đúng là một cái ước mơ trở thành sự thật. Nhưng mà một cái giấc mơ không có tưởng tượng được vậy đó. Uhm. Chị đi lên Hollywood chị tập. Được tập với cô Shonda. Với những cái người dancer của Hollywood. Ngày xưa với nhóm Techno thì Kỳ Phương Thúy Yên có có hướng dẫn có dạy chị nhưng mà nó không có như lần này lần này với một cái người choreographer mà nổi tiếng của Hollywood mà yeah. trời chị phải nói là chị được lột xác và chuyên nghiệp hơn và khi yeah. chị bước lên sân khấu chị dance á, thì ở Việt Nam lúc đó coi chị là rất là ngạc nhiên wow rất là ngạc nhiên một cái hồ thu lại khác nữa wow. trên sân khấu Thúy Nga và lúc đó là một cái sự bùng nổ hình như là chị hát cái bài tango bài. đúng không tango là cuốn thứ nhì rồi à Vậy cái bài đầu tiên chị hát là gì? À, là bài It's Raining Men à, Mở màn chung, chung với Bảo Hân Hát mở màn luôn đó Mở màn chung với Bảo Hân Dance a lot Nhảy rất là nhiều wow. Xong rồi thêm một cái bài nữa trong chương chương trình duet Mà chị lại được một bài đơn ca Là bài giọt tình của nhạc sĩ Trần Huân Một cái bài màn dàn dựng Thì em cứ vào cái collection 20 bài top mm. Hay nhất của Hồ Lệ Thu đó, yeah. Của uh, Paris by Night đó em sẽ thấy bài đó là bài mở đầu tiên đó ừ. bài mà chị ngồi trên chiếc ghế mà được thả từ trên trần đúng rồi, xuống đúng đó. rồi đúng rồi anh có nhớ rồi ừ. giống như là một giấc mơ trở thành sự thật mà nó còn nó còn đẹp mà nó 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 vô cùng là hạnh phúc không tưởng tượng được lúc đó đúng là nhiều khi mình đi tìm một cái giải đáp cho một cái vấn đề mà đôi khi cái giải đáp đó nó chỉ là có một vài người ở giữa nó thôi nếu mà mình hỏi đúng người Như là chị chị gặp đúng, hỏi đúng ngay anh uh, Minh Thuận đúng không? là cuối cùng sẽ ra cái giải đáp của mình thôi uhm, Chị nghĩ tất cả mọi chuyện trong cuộc đời đó là cái duyên uhm. Cái duyên và khi cái duyên nó đến Thì mình sẽ được gặp đúng người yeah. Để cái duyên nó thành Từ lúc đó đến bây giờ là chị ở Mỹ được bao lâu rồi? Năm 2004 thì chị qua Mỹ vào trung tâm Thế Nga Nhưng mà lúc đó chị quay xong rồi đi về Pháp lại à. Vẫn ở Pháp Vẫn ở Pháp? Vẫn ở Pháp rồi cứ mỗi lần Thúy Nga quay thì lại bay qua nhưng mà đến uh, 2006 là chị mới hoàn ừ. toàn lúc đó là cuộc hôn nhân thứ nhì chấm dứt thì chị mới ừ. hoàn toàn sang Mỹ tại vì lúc đó cái visa O-1 của Thúy Nga làm cho chị là chị được ở và sống làm việc ở ở Mỹ luôn và cả con chị cũng được đi theo chị luôn được học ừ. giống như những cái người resident luôn cho nên là lúc đó hai là sáu chị mới sang hoàn toàn sang Mỹ nữa mà ở luôn chính thức. Yeah. và sau đó thì được biết là chị lại lập gia đình thêm một lần nữa thì lại tiếp tục lần đận thêm một ừ. lần nữa vậy à. lập ba lần đổ vỡ. À, một à. cuộc hôn nhân chóng vánh nhanh lắm. Yeah. thì mình không <laughs> rất nhanh. mình không có đào sâu cái vấn đề đó nhưng mà Son chị thấy là Son rất là ngưỡng mộ chị ở chỗ là một người phụ nữ Việt Nam mà lại có một cái ý chí kiên cường như vậy vượt qua được nhiều cái sóng gió cuộc đời cái chuyện này nó không dễ dàng đối với một người phụ nữ đâu à, đặc biệt là chị rất là gần gũi chị rất là thân thiện chị lớn lên là chỉ có đi ca hát thôi à, chứ không phải là trải qua cái gì ghê gớm lắm để mà mình rèn luyện cái tính cách của mình à, cho nên đó là cái điều mà sau đó là ngưỡng mộ chị vì thì trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ như vậy bây giờ chị sống như là mẹ đơn thân đúng không ạ à thì chị rút ra được một cái bài học gì về tình yêu cũng như là về cuộc sống mà chị có thể chia sẻ với mọi người làm thế nào để chị vượt qua được những cái khó khăn như vậy thực ra là khi mà mỗi chuyện xảy ra đó cái điều mà để chị mạnh mẽ nhất là con chị lúc đó mình nghĩ là mình phải sống phải survive phải mạnh mẽ vì mình có một đứa con rồi phải lo chị nhớ mỗi lần mà cứ bước ra một cuộc hôn nhân là chị sẽ chị lại mạnh hơn What doesn't kill me make me stronger. Right. Thì những cái chuyện đó không có kill mình được và lúc đó cái ý chí ý chí của chị còn mạnh mẽ hơn nữa. Và chị giống như là chị tung ra là chị phải tìm tất cả những cơ hội nào để có thể làm để có thể survive, để có thể có tiền để có thể lo cho con. Mm. Đó là cái điều mà để cho chị mạnh nhất. Rồi cho đến sau ba cái cuộc hôn nhân và đến giờ phút này mà chị mạnh mẽ chị vẫn yêu đời, chị vẫn rất là an yên và ngày càng tỏa sáng hơn trong cái nghề nghiệp của mình, ngay cả cái sắc diện của mình trong cuộc sống. Thì chị học được một điều là người phụ nữ phải độc lập về tài chính, cho dù có chồng đi nữa, mình nên có một cái gì cho riêng mình. Nếu cuộc hôn nhân tốt đẹp thì đó là cái điều bonus. Right. Nếu không, bất cứ một chuyện gì xảy ra, mình phải vững vàng cho chính mình. Và mình phải yêu chính bản thân mình trước. Vì sao? Có những người sau những cái cuộc đổ vỡ vậy lại hủy hoại bản thân mình, sống trong đau khổ, cuộc sống buông bỏ. Có những cái buông bỏ rất là tốt, buông bỏ để mình tiến lên. Nhưng có những cái buông bỏ thì buông mà buông không còn màn đến cuộc sống, không màn đến cơ thể mình, không màn đến một cái gì nữa hết. Thì cái người đàn ông đó cũng đâu có nhìn lại mình đâu. Mình càng xấu, mình càng tệ Người ta còn chạy nhanh hơn nữa Mình hãy tỏa sáng, mình hãy đẹp Mình hãy yêu chính bản thân mình Để mà một ngày nào đó người đàn ông đó nhìn lại Phải tiếc nuối mình chứ không phải là Mừng quá tôi bà bỏ cái bà này đi Tại vì bà này nhìn trời ơi Vậy mà sao mà ở bên cạnh được Mình phải đẹp Mà phụ nữ càng độc thân là Phải càng độc lập tài chánh Và càng phải đẹp Bây giờ có câu em đẹp em có quyền mà <cười> <cười> mình phải học được là cái niềm hạnh phúc nhất chính là cái hạnh phúc từ chính mình ừ. chứ không phải từ một người nào đó mang đến cho mình tại vì nếu như mình vẫn cứ ngồi đó và mình mong chờ một cái người nào đó mang hạnh phúc tới mình thì mình sẽ mãi mãi mong chờ nếu cái số mình không may mắn thì mình mong chờ đến khi nào ừ. thì... mình hãy hạnh phúc với những cái giây phút hiện tại với chính ừ. mình và chính công việc của mình với chính cuộc sống của mình, đó là điều hạnh phúc bền vững nhất. Mình hãy sống cho chính mình, đừng sống trên dư luận thiên hạ. Đó là điều quan trọng nhất. Sau những cuộc đổ vỡ hôn nhân mà quan là người người Việt Nam ngày xưa ông bà mình ly dị ra rất là sợ, sợ bị dị nghị, sợ bị bà con nói, sợ bị hàng xóm nói. Một cái người mà qua một hai ba đời chồng gì đó rất là sợ bị bị cái dư luận nói. Nhưng mà chị chị có một cái câu là người ta có nuôi tôi khi mà tôi ở dưới đấy. xảy ra chuyện không? Ở dưới ừ. đáy hay không? Nhưng mà những cái dư luận đó đó, có bao giờ làm cho chị tổn thương không? Không. Không bao giờ? Chị không quan tâm tới dư luận đó. Và chị ừ. trả lời dư luận luôn. Chị đã từng nói cái câu chuyện này ở trên uh, TV, một cái chương trình talk show TV một lần ừ. nói về hôn nhân và uh, đổ vỡ. Chị nói trong cuộc sống xin hỏi các anh chị ngoài kia có bao nhiêu người lập gia đình và hạnh phúc ngay ở first love không đúng không và có bao nhiêu người chỉ có một mối tình trong cuộc đời không có mà ít lắm bây giờ thanh niên ở việt nam cũng vậy chưa phải hôn nhân nhưng mà boyfriend girlfriend như họ đã ở với nhau họ ở với nhau một thời gian những cái cuộc sống chung đó có khác gì một cuộc hôn nhân không ngoài cái khác là một tờ giấy hôn thú và một cái đám cưới đúng không? đúng tôi khác các anh chị là tôi ba lần yêu thì tôi ba lần tôi lấy chồng ừ. và tôi đổ vỡ ừ. thì tôi mới có ba mối tình thôi ừ. ba tấm giấy chứ nhiêu ừ. Ừ. nhiều khi các anh chị đã có bốn năm người bạn trai bạn gái rồi ừ. rồi sau này các anh chị với lấy chồng lấy vợ thì có khác gì tôi đâu nhưng mà anh chị còn có nhiều mối tình hơn tôi cho nên mình đừng sống trên dư luận hay. Hôn nhân là gì? Hôn nhân là vì mình yêu mình đến chính thức thôi. Còn tất cả các tình yêu qua tất cả các cuộc tình đều như nhau cả thôi. Hay, chị chia sẻ rất là hợp lý. Tại vì nó cũng chỉ là một cái tấm giấy thôi. Một tấm giấy. thôi. À, nhiều khi so ra người yêu thì chị còn ít người yêu hơn những người khác thì sao? À. Đúng không? cho nên thật là bất công cho những người phụ nữ á châu đó là bị ghép vô một cái khuôn khổ như vậy đúng à, bị người ta dì nghị dư luận nói ra nói vào nhưng mà chị nói đúng là họ đâu có những người đó đâu có nuôi mình ngày nào đâu đúng không đúng rồi hàng xóm láng giềng họ có chạy qua họ đỡ tôi khi ông chồng tôi ông đánh tôi không cho tôi được miếng cơm trong khi mà tôi không có cái gì không bà con hàng xóm bà con relative họ có lo cho mình những lúc đó hay không nếu lo được thì hắn nói nếu không để tôi tự lo cuộc đời tôi đừng nói ừ. còn vào thời điểm hiện tại thì uh, chị cảm thấy như thế nào có hạnh phúc không quá hạnh phúc vậy đó rất hạnh phúc vì chị đã tìm được cái hạnh phúc đích thật là ở đâu ở đâu ở mình ngay chính mình cái bình an ngay chính mình gọi là inner peace ừ. khi mình bình an khi tâm mình an thì mình sẽ hạnh phúc ừ. câu hỏi vui thôi chị nghĩ là whisky cô nhắc có giúp được tí nào không <laughs> Uh, whisky cô nhắc á hả nó chơi thôi không cần cho <laughs> lại. không nói luôn giờ nếu mà nói nói luôn nếu khi người ta buồn á uh -huh. người ta uống rượu á người ta càng buồn đúng đúng không đúng không bao giờ uống rượu mà quên được bài để đúng. ta say á đúng tại rồi. sao mà nó bất hủ mà cho tới ừ. bây giờ Mười mấy năm bước lên sân khấu vẫn đòi để ta say đi hồi này thu tại nó có những cái câu nó quá đời Mà nó quá đúng càng say là càng nhớ càng muốn quên là càng nhớ thì khi mình buồn á mình mượn rượu mình say để mình quên, mình tưởng mình quên. Ai ngờ khi mình càng say, bao nhiêu ký ức đau buồn nó càng đến. Có rất là nhiều người ừ. uống rượu và ngồi khóc. Nhưng mà nếu mình khi mình vui á thì nó cái rượu ừ. nó sẽ làm cho mình hưng phấn nó lân lân mình sẽ vui. Cho nên là cuối cùng vẫn là mình vui hay buồn vẫn là mình. Mình uống rượu là vui hay buồn vẫn là mình. Ừ. Nhưng mà đừng có uống một mình nha chị hơi nguy hiểm. Uống để tìm bạn uống ta nói rượu ngon phải có bạn hiền đúng đúng à rượu ngon mà uống mình không ngon uh -huh. đúng không uh. thì lúc nào cũng phải có bạn nhậu với vui yeah. rất là hay quá wow. hôm nay nghe chị hồ lời thu chia sẻ giờ mới biết là chị có nhiều cái câu chuyện thú vị như vậy vậy thì chị có cái dự tính gì trong tương lai hay không Sao nghe nói là gần đây là hình như là trung tâm ra mới ra đời uh, 20 cái bản hit Thúy Nga. của chị đúng không? Trung tâm Thúy Nga. Oh xin lỗi và yeah, Paris by night Paris Thúy Nga. by night dạ yeah. um, thực ra là Lý do là vì năm 2004 là Hồ Lê Thu bước vào trung tâm thế Nga ừ. vào đầu năm. Và bây giờ là năm 2024, đúng 20 năm Hồ Lê Thu làm việc với trung tâm Thúy Nga. Thì, à. Thì à, trung tâm Thúy Nga đã làm một cái collection 20 bài top à, hay nhất của Hồ Lê Thu. Cho ra một cái collection để kỷ niệm 20 năm Hồ Lê Thu. À cùng trung tâm Thúy Nga. Chị có bỏ trên cái channel YouTube của chị không? Ồ, cái đó là trên ừ. channel YouTube của trung tâm Thúy Nga. À, của Thúy à, Nga. Mọi người thôi. có thể xem vào cái cái channel uh, Thúy Nga Paris by Night yeah. để xem cái collection 20 bài hay nhất của hồ lợi thu. Nhưng mà là hôm vừa vừa rồi mấy hôm vừa rồi khán giả xem và chị có vào chị xem những cái comment á, là khán giả còn kêu Trung tâm ơi còn thiếu bài này còn thiếu bài kia là còn nhiều lắm Ờ uh -huh. ừ, còn nhiều bài Mà uh -huh. mọi người thích lắm Đáng lý phải đây là top 50 bài chứ cái này 20 bài là để kỷ niệm 20 năm à. Và 50 bài có chừng 50 năm <cười> <cười> Có gì đâu là sai <laughs> Nhưng mà khi mà chị chị nghe những cái bài hát đó Mà họ xếp hạng đó Ví dụ như hạng 5, 4, 3, 2, 1 chị có, chị có đồng ý với cái xếp hạng đó không? Hay là chị có ý kiến khác? Cái đó là không phải là cái xếp hạng Nhưng mà một cái collection trước sau Có thể là trung tâm lựa những cái bài làm sao Để cho cái 20 bài này nó nó hòa hợp nó hay thôi chứ nó không phải là một cái xếp hạng gì cả ok rồi son thấy là chị có một cái kênh youtube nữa mà ừ. chị quay rất là nhiều vlog nha hà ừ. giang nè nơi này là son chưa bao giờ tới mà son Ôi, biết là cảnh lắm, đẹp lắm đúng, đúng lắm. không à, cái này đúng không chị hồ lệ thu official đúng rồi hồ lệ thu official à. đúng rồi tại vì á lại ừ. sau này á là ừ. ngoài những cái chương trình được dàn dựng của trung tâm á yeah. thì tất cả các ca sĩ nghệ sĩ đều rất là active, hầu như là mọi người đều làm những cái kênh YouTube riêng cho mình. Thì chị cũng vậy cũng không có khác gì mọi người. Thực ra là kênh YouTube chị cũng có từ mấy năm trước rồi, à. nhưng mà không có biết cách làm, ừ. rồi nó cứ ì ạch như vậy hoài. Yeah. Thì mới vừa đây gần đây thì có một cái người bạn, một người em cũng có chỉ cách chị làm như thế nào để à nếu mà muốn cái kênh youtube có nhiều người xem à phải, phải như thế nào thế là chị ác thiệp hơn thì bây giờ là thêm một cái là nếu mà cứ lên những cái bài hát á thì cái tiền tác quyền nhiều thứ lắm ừ. cho nên là mình chị đang làm theo hướng là vừa có những cái bài hát hay trên đó nhưng mà song song đó là làm những cái vlog rất là thường xuyên mà cái vlog mà chị thích làm là chị chia sẻ những cái những cái cảnh đẹp. Tại vì có nhiều cái vlog chị thấy mọi người là chuyên đi review món ăn, à. hoặc là đi review nhà hàng, đi review khách sạn. Cái đó là theo kiểu review. Nhưng mà chị thì chị thích là một cái vlog hồi lệ thu đời thường. Ừ. Nó sẽ gần gũi hơn với khán giả. Đúng. Bình thường là mọi người đã gần gũi mình rồi. Nhưng mà thực ừ. sự là những cái người gần gũi mình á, cũng không được bao nhiêu. Ừ. Tại vì khán giả ở khắp thế giới mà ừ. cũng đâu có thể nào mà gặp hồi lệ thu thường xuyên để biết một hồi lệ thu đời thường đơn giản như thế nào. Đúng rồi. Đó, friendly như thế nào. Ừ. Thì những cái vlog đời thường của Hồ Lệ Thu á thì mọi người mới nhìn thấy con người thật của Hồ Lệ Thu ngoài đời, không phải trên sân khấu. Đó. Đó, rất là hay. Đó, cho nên là chị ừ. làm những cái vlog thường xuyên hơn ừ. trong những cái chuyến đi chơi, vừa chia sẻ những cái chỗ hay, chỗ đẹp vừa cho mọi người thấy đây là con người thật Hồ Lệ Thu nè. Hay quá. Đó là một cái ý kiến rất là hay mà Xuân thấy nha. Tại vì rất nhiều khán giả hâm mộ chị họ đã biết trên sân khấu chị như thế nào rồi và bây giờ chị cho họ thấy một cái khía cạnh khác nữa hồ lệ thu ở ngoài đời thú vị như thế nào có những cái rất là hay thì chắc chắn là son nghĩ là khán giả sẽ rất là đón nhận nhưng mà son thấy hơi thiếu nha tại sao chị không có nấu một món đồ pháp này, này kia để mà chị ồ oh, hay nha vậy kỳ sau chị sẽ nấu một món pháp <laughs> Ờ hoặc là chị khán giả là uống rượu nó như thế nào uh, theo kiểu tay nó như thế nào vậy là bữa uh. sau là chị sẽ nấu một món pháp yes. xong rồi mời son đến OK. ha chị à. em mình sẽ quay một cái vlog ăn sure. một món tây và uống ly rượu pháp, sure. rượu vang như thế nào cho đúng à. cách. Hay nha, hay nha. <laughs> Nhưng là cái Điều đó mình hay chia sẻ thôi chứ mình chỉ ừ. quá cái người ta nói, trời mình không có biết nhiều hết mình mình chỉ người ta nó kỳ đó. <laughs> mm, được đó. Này mình chia sẻ <laughs> thôi mà chứ đâu có vậy đời ai đâu. Hay đó rồi, ừ. hôm vừa rồi đó là mọi người có nói hồ lợi thu tại sao mà càng càng ngày nhìn càng trẻ và rất là tươi rất là đẹp. Thì chị có làm một cái ép nước rau củ ép à. À, nước rau củ gì để mà mình uống để cho mình giữ được cái sức khỏe vừa giữ sức khỏe mà vừa vừa đẹp là có làm rồi. Ừ. Để kỳ này là mình sẽ làm một cái món Tây Ok ok. Son sẽ là người đầu tiên vô bấm coi đó. à, Rất okay. là thích ăn đồ tay. Ừ. Ok. Hôm nay chúng ta có một cái format mới. Son rất là hân hạnh có sự góp mặt của chị và cũng như là đây là cái chương trình đầu tiên mà son sẽ hỏi khách mời mình năm câu hỏi vui trước khi mà kết thúc chương trình. Ôi, ôi, ok quá vậy bình tĩnh không có gì không đố đó. hả không có đố, không, đố không? không không có đố không đố phải không ừ. rồi năm okay. câu hỏi vui thôi nha à, cái này là cái phòng à, đầu, tiên. Đầu, là tiên. đầu tiên chị là người đầu tiên chị là người đầu tiên luôn cha, vậy là chị làm chuột bạch đó hả <laughs> thôi ơi, sao lại lựa chị làm chuột bạch chị <laughs> chị đừng có lo nó dễ lắm <laughs> ok câu hỏi đầu tiên <laughs> chị Thà là có một mối quan hệ với một người mình thật lòng yêu hay là với một người mà thật lòng yêu mình người phụ nữ nên chọn người yêu mình đừng chọn người mình yêu Tại sao? Người yêu mình người ta sẽ thương yêu mình, ta lo lắng mình, ta sẽ chiều chuộng mình. Ừ. Còn với mà người mình yêu á, biết đâu cái người kia người ta không yêu mình á, ta có những cái điều làm mình không có happy. Uh. Còn đối với người yêu mình á, lúc đương nhiên lúc nào mình sẽ happy. Phụ nữ phải được chiều chuộng yêu thương. OK. Mặc dù mình không yêu người ta, nhưng phụ nữ dễ lắm. Người uh. ta yêu mình người ta chăm sóc mình là ừ. chắc chắn từ từ mình sẽ yêu vậy đó hả ừ. ok quý vị phụ nữ nào để lại lời bình luận nha coi có đồng ý hay là không nha ừ. rất là hay ok câu thứ hai một điều mà nhiều người hay hiểu sai về chị là điều gì một điều mà mọi người hay hiểu sai về thu là hồ lệ thu uống rượu dữ lắm à Vậy <laughs> là sai đó hả quậy lắm à Oh. mà xin thưa hồ lệ thu uống rượu hiền chứ không giữ uh. <laughs> tại sao mình uống rượu là mình vui chứ mình không yeah. có giữ không phá hả? À, không có phá cái yeah. đó là nói theo kiểu đùa chơi yeah. nhưng uống rượu giữ là nói là uống uống nhiều lắm yeah. nhưng thực sự hồ lệ thu là uống là để enjoy okay. chứ không uống để mà say xưa so đến nổi ừ. mà không biết trời trăng mây đất gì cho Đúng nên rồi. tóm lại là hồi lại thu uống rượu hiền Chứ không giữ hay ừ. một câu trả lời rất là hay rồi ừ. câu thứ ba một lời khuyên tốt nhất mà chị đã từng nghe là gì một lời khuyên tốt nhất mà hồi lại thu đã từng nghe là ừ. hãy yêu chính mình hãy yêu chính mình hay hay ngắn gọn nhưng mà rất hay câu thứ tư một điều mà ai nấy đều ngạc nhiên khi mà nghe về chị là gì đó là một hồi lễ thu ngày thường Đi vô vườn làm vườn như một ông mẹ <laughs> <laughs> Thiệt luôn hả wow. Và buổi chiều ngồi thiền với một Phật tử thiện thành Thiệt, Vậy đó Rất hay Một cái khía cạnh mới mà nhiều người chưa biết Ok câu cuối cùng Chị nghĩ một điều mà mọi người nên làm ít nhất một lần trong đời của họ là gì Cái điều mà mọi người ước muốn mà chưa chịu làm của riêng mỗi người hãy làm đừng đợi đến ngày mai vì mình đâu biết ngày mai sẽ ừ. ra sao có nghĩa là cái điều mà họ muốn làm họ sợ một điều gì đó họ sợ họ ừ. dè dặt họ chưa dám làm họ sợ hoặc họ chờ đợi họ cứ nhiều người cứ nói tôi thích ví dụ tôi thích đi du lịch lắm à. mà không chịu đi cứ chờ thôi chờ tôi về ừ. hưu đi ừ. mình có biết ngày mình về hưu nó sẽ ra sao mình có còn đi được nữa không ừ. cancera sera có nghĩa là gì Ngày mai sẽ ra sao? À, ô oh, có đó tiếng Pháp đó hả? Ừ. Bài hát đó nó có bài đó đó. Mình hãy làm những điều có thể ngay và luôn những gì mình muốn, những gì mình muốn hay mình ước mơ trong cuộc đời. Hay những lời khuyên rất là hay từ ca sĩ Hồ Lê Thu. Ok. Quý vị nghĩ như thế nào? Hãy để lại cho chúng tôi một lời bình luận nhé. Một lần nữa Cảm ơn chị rất nhiều đã lên đây mà chia sẻ những cái kinh nghiệm riêng của chị và nghe những cái kinh nghiệm sống của chị làm sao mà chị vượt qua được những cái sự khó khăn thì đối với Son đó là một những cái điều rất là thú vị. Son rất là vinh dự có mặt sự đóng góp của chị trong chương trình này và chúc cho chị tương lai của chị thật là nhiều hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. <laughs> Cảm ơn em và chị chúc cho chương trình Son Le Show là ngày càng nhiều khán giả yêu mến ở khắp nơi trên thế giới và có nhiều câu chuyện thú vị trong Son Le Show. Yeah. À, và cảm ơn em đã đưa chị đến với khán giả khắp nơi Với những câu chuyện rất là thú vị Giống như mình đang ngồi Hai cái ly nước này là hai ly rượu <laughs> Ngồi tâm sự với nhau Chưa có lần lần đâu <cười> <cười> Vâng cảm ơn chị một lần nữa Và xin quý vị đừng quên Hãy vào trang Youtube page của ca sĩ Hồ Lê Thu Để mà subscribe Hồ Lê Thu Official Để mà xem những cái video về đời tư Của chị Hồ Lê Thu Rất là thú vị Cảm ơn quý vị một lần nữa Bye bye chị Bye Sean, bye tất cả mọi người Kính thưa quý vị, nhân dịp đến thành phố Houston, Texas để tham dự hội xuân giáp thìn Chúng tôi đã có cơ hội để ghé ngang một trong những cửa hàng bán lẻ của hãng điện thoại Airboy Xe Talk Đây là một trong những hãng viễn thông hàng đầu ở Hoa Kỳ chuyên cung cấp các dịch vụ cao cấp 5G và đặc biệt họ nổi bật trên thị trường bởi vì các dịch vụ miễn phí qua các loại phone nổi tiếng như là iPhone, iPad, Samsung, Google Pixel vân vân và vân vân. Họ đã cung cấp tất cả những dịch vụ này trên toàn cõi Hoa Kỳ cho những người dân Hoa Kỳ. Rất tiếc là cộng đồng người Việt Nam chúng ta ít ai biết đến dịch vụ này cho nên chúng tôi có đề nghị với công ty Airvoice Xe Air Talk là hãy giới thiệu đến với cộng đồng người Việt Nam chúng ta để họ có thể hưởng được những cái quyền lợi. Đây là một trong rất ít hãng điện thoại cũng như là hãng viễn thông được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận và cấp giấy phép để cung cấp các dịch vụ miễn phí nói trên. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào bên trong cửa hàng của Evoice Talk ạ. Talk AirVoice Wireless được thành lập từ hơn 25 năm qua và là công ty tiên phong trong việc cung cấp kỹ nghệ viễn thông tân tiến cho khách hàng của mình. Đó là lý do tại sao AirVoice cung cấp mạng 5G rất sớm cho khách hàng trên toàn lãnh thổ của Hoa Kỳ, kể cả Alaska, Puerto Rico và Virgin Island. Hiểu được tầm quan trọng của việc giữ liên lạc và kết nối khắp thế giới, Chính vì vậy, AirTalk đã và đang cung cấp dịch vụ gọi quốc tế không giới hạn đến hơn 80 quốc gia, kể cả Canada, Việt Nam và Mexico, hoàn toàn miễn phí. Một đặc điểm nữa là với AirTalk, dịch vụ điện thoại hàng tháng cũng hoàn toàn miễn phí, bao gồm các cuộc gọi không giới hạn, tin nhắn không giới hạn và Internet tốc độ cao Airtalk tự hào là đã và đang cung cấp dịch vụ này cho hàng triệu người dân Mỹ ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Ngoài ra, Airtalk Airvoy Wireless cũng rất tự hào là nhà cung cấp dịch vụ duy nhất có các chuyên viên cố vấn cũng như chăm sóc khách hàng là người Việt. Điều này là một phần quan trọng trong cam kết của công ty này để hỗ trợ cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ đảm bảo mọi người nhận được dịch vụ bằng ngôn ngữ gốc của họ khi cần đến. Một trong những điều quan trọng và cần biết đó là dịch vụ AirTalk chủ yếu dành cho các đối tượng có tham gia vào những chương trình hỗ trợ của chính phủ liên bang như là SNAP, SSI, Medicaid, Housing, vân vân hay là các gia đình có lợi tức thấp, kể cả các sinh viên, học sinh khi nhận Pell Grant của chính phủ cũng có thể thụ hưởng được chương trình này. Kế hoạch này được tài trợ qua chương trình Lifeline và Affordable Connectivity Program Việc ghi danh và điền đơn để mà nhận các dịch vụ nói trên cũng rất là nhanh và giản dị. Chỉ với 5 phút tại cái website là airtalkwireless.com hoặc là đến các cửa hàng và chi nhánh lân cận để được trợ giúp. Trong trường hợp mà quý vị không qualify với các chương trình chính phủ liên bang mà muốn nhận được các dịch vụ tốt đẹp và nhanh chóng kể trên thì hãy apply tại airvoicewireless.com Kính thưa quý vị, Airvoice Airtalk cam kết là cung cấp các dịch vụ tốt đẹp nói trên cho khách hàng của cộng đồng người Việt chúng ta. Tôi rất hân hạnh được tham dự vào những chương trình này và một lần nữa xin hân hạnh giới thiệu cùng toàn thể quý vị. Thưa quý vị, ngoài những cửa hàng mà quý vị vừa thấy thì hãng điện thoại Airvoice Talk dự định sẽ có rất nhiều những kiosk như vậy đặt trong các trung tâm của người Việt chúng ta, đồng thời trong những cái cửa hàng của công ty điện tử Teletron ở khắp nơi trên toàn nước Mỹ. Mà quý vị cùng theo dõi đây là một trong những sinh hoạt tại một kiosk nằm ở trong khu người Việt tại Houston, Texas. hãy đến Teletron ngay hôm nay để mua tặng mẹ những món quà giúp mẹ được trẻ trung khỏe mạnh và tươi đẹp hơn mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return Platinum MD made in Korea do tài tử Nam Hàn Lee Min Ho giới thiệu sale 1899 đồng Inio e Total là sản phẩm y khoa thẩm mỹ sang trọng nổi tiếng của hãng Evology Israel một phát minh của khoa học gia Barry Barish đã từng đoạt giải Nobel vật lý và đã được khoa hậu hoàng vũ USA sử dụng và ca ngợi được FDA Hoa Kỳ chứng nhận là medical device có công dụng làm da săn chắc chống chảy xệ nâng cơ mặt và vùng da dưới cổ lifetime warranty giá 11.950 đồng sale đặc biệt giới hạn 2.999 đồng đặc biệt lâm năm laser là thiết bị y khoa thẩm mỹ đa năng thông minh và hoàn hảo nhất thế giới của israel được fda hoa kỳ chuẩn nhận giúp xóa nám giảm nhanh nâng cơ mặt ngăn ngừa tình trạng chảy xệ lâm năm laser lifetime warranty giá 18.750 đồng sale đặc biệt giới hạn chỉ 4.500 đồng nệm cứng chống đau lưng amante made in italy 20 năm warranty giá 7 xe 4 499 đồng trả góp 4 năm không tiền lời. Ghế massage Koyo made in Japan 3 năm warranty giá 8.000 sale 5 999 đồng. Ghế massage chi liệu MA Neo made in Japan hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi giá 15.000 sale 12.000 đồng trả góp 4 năm không tiền lời. Xin mời ghé thăm các tiệm teletron địa phương hoặc gọi 877 892 6999 trang nhà teletronusa.com. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đến tham dự hội xuân Giáp Thìn. 2024 của cộng đồng người Việt tại Houston. Nhân dịp này chúng tôi có đến thăm một cái quán rất là đặc biệt. Quán này là quán ông trẻ thưa quý vị. Hiện nay thì họ bán bánh cuốn và đặc biệt là bán bánh bê nhê. Bánh bê nhê có thể là một cái tác phẩm đặc biệt của cái quán này. Nhưng mà có lẽ là chúng tôi xin phép để được lược lại cái lịch sử quán bê nhê này trước đây có tên là quán ông già. Chủ nhân là một ông người Pháp lớn tuổi cho nên ông lấy tên là quán ông già và đặc biệt là bán những bánh beignets và cà phê ngay cái địa điểm này địa điểm này nằm ở trong khu kim sơn và đài phát thanh sài gòn radio đây là một trong những cái địa điểm khang trang do cộng đồng người việt chúng ta đã xây dựng từ mấy chục năm qua Tôi hân hạnh được đến quán beignets của ông già nhiều lần Đặc biệt là nhớ nhất là những cái lần ngồi tâm sự với nhạc sĩ Việt Dũng Rồi bác sĩ Nguyễn Văn Thuần Rồi thì các anh chị em nghệ sĩ Houston Anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy Rất là nhiều người quen thuộc ở đây Mỗi lần đến đây thì không thể nào không đến quán ông già nhưng mà rồi thì đến năm 2019 thì ông quyết định về hưu và không còn làm việc nữa. Ông nhường lại cho một người trẻ đó là ca sĩ Nguyễn Hoàng Quân. À, Nguyễn Hoàng Quân thì là một người trẻ cho nên anh ấy đổi tên là từ quán ông già thành quán ông trẻ. Nhưng mà đặc biệt là Nguyễn Hoàng Quân và gia đình có món bánh cuốn tráng, thưa quý vị, bánh cuốn tráng tay rất là nổi tiếng tại Houston. Ngày trước thì gia đình chỉ làm hạn chế và cung cấp cho các nhà hàng ở đây. Nhưng mà sau này khi mà sang lại quán ông già, đổi thành quán ông trẻ thì họ bán vừa bánh cuốn và vẫn tiếp tục cái món đặc biệt là bánh beignets và có thêm món cháo cá chỉ có nhiều đó thôi nhưng mà khách hàng thì lúc nào cũng đông đảo và đặc biệt là họ yêu thích món mình cuốn tráng tay có lẽ là mời quý vị cùng theo anh Sony để đi vào thăm quán này một chút cũng như là mời quý vị thưởng thức các món ăn của quán ông trẻ quý vị nhé À, bây giờ thì mời quý vị cùng với chúng tôi để thử món bánh cuốn trắng tay quý vị nhé miếng bánh cuốn này rồi thì nước mắm ớt ở trong này có chả có nem và có cả bánh tôm nữa thưa quý vị và mời quý vị cùng dùng bữa với chúng tôi phương xa nếu có dịp ghé thăm thành phố houston texas hãy ghé thăm quán ông trẻ trong khu kim sơn cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị